các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Dị Thế Linh Chủ Thần Ký Của tác giả Hiếu Địa Qua Thuộc thể loại Tuyên không, Điền Văn, Dị Thế, Ma Pháp Bao gồm 98 chương Phần 3 Các bạn đang nghe truyện tại kênh các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Khi màn đêm buông xuống, ánh đuốc bên ngoài chỉ soi sáng một phạm vi nhỏ, còn những vùng u tối xa xa thì đen như mực, không thấy rõ năm ngón tay. Nhưng ngay khi bước vào bóng tối, đồng tử của thạch phủ đột ngột giãn rộng. Dưới ánh mắt của nàng, cảnh vật trong đêm hiện lên rõ ràng chẳng khác gì ba ngày. Năng lực này là kết quả của phúc lành từ thần thú ban tặng. Hạch phủ hộ Tống Đại Vu trở lại căn nhà nằm giữa trung tâm doanh địa. Khi vào trong, một cô bé lập tức chạy ra đón, ân cần nâng đỡ Đại Vu ngồi xuống chiếc ghế. Cô bé ấy chỉ mới 9 tuổi, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con ngây thơ, nhưng giữa đôi mày đã toát lên sự trầm ổn và trí tuệ vượt xa lứa tuổi. Đây là người thừa kế do chính Đại Vu đích thân lựa chọn. Khi Đại Vu đã an vị, Thạch phủ mới kính cẩn ngồi xuống đối diện và nghiêm túc hỏi. Ngài thấy thế nào? Lửa trại giữa căn nhà cháy bập bùng, ánh sáng lay động kéo dài bóng của đại vu lên tường. Bóng dáng ấy không ngừng xoay chuyển, như ẩn dụ cho một tương lai vô định, không thể đoán trước hay kiểm soát. Da dẻ của đại vu đã nhăn nheo và chảy xệ, mái tóc tuyết trắng lưa thưa được cột lại bằng một búi đơn giản sau đầu. Khi bà ngồi yên bất động, dáng vẻ già cỗi và yếu ớt của bà khiến người khác không khỏi liên tưởng đến một thi thể rời rạc bà đã quá già rồi không ai trong bộ lạc còn nhớ rõ đại vua đã bao nhiêu tuổi nhưng tất cả đều biết rằng bà là người mà toàn bộ bộ lạc tin tưởng nhất là biểu tượng của trí tuệ vô song trong những thời khắc cần thiết đại vu thậm chí có thể trực tiếp giao tiếp với thần linh để nhận chỉ dẫn rất lâu sau giọng nói khàn khàn và già nua của đại vu vang lên trong không gian yên tĩnh ta từng thấy trong mơ một con đường rộng mở, hai bên nở đầy hoa tươi. Khi ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, đôi mắt của đại vu vẫn sáng ngời và thanh triệt như thuở thanh xuân. Chỉ dẫn từ thần linh thường tối nghĩa và khó hiểu. Ngay cả đại vu cũng không dám khẳng định bản thân hiểu hết ý nghĩa. Nhưng dựa vào những kinh nghiệm trước đây, điều này thường không phải điềm xấu. Nghe vậy, thạch phủ nhẹ nhõm thở vào một hơi. Sáng sớm hôm sau, Vân Mạc Nên đón vị khách đầu tiên một sứ giả đến từ đằng bộ lạc. Người sứ giả là một nữ nhân khoảng 30 tuổi, mang theo rất nhiều vải dệt và trang phục trường bào. Đầu tiên, sứ giả giới thiệu một cuộn vải lớn chưa qua cắt may. Loại vải này có chất liệu thô ráp, bề mặt trắng chắc và dày dặn, với rất nhiều nút sợi thô nổi rõ. Vân Mạc cầm lên xem xét, cảm thấy loại vải này rất giống vải đây, có thể sử dụng để may mành, khăn trải bàn hoặc những vật dụng cần độ bền cao. Ngoài cuộn vải lớn, cứ giả còn mang đến một số bộ áo cổ tròn đơn giản. Những bộ trang phục này được thiết kế rất thực dụng, chỉ cần ghép hai tấm vải lại, khâu thành hình và cắt lỗ làm cổ áo. Phần trước ngực áo còn được khâu thêm một miếng vải phẳng, dùng làm túi đựng nhỏ. Tiếp đến là các bộ trường bào. Nguyên liệu của trường bào rõ ràng cao cấp hơn các loại vải dệt thô ráp trước đó. Không biết nhờ cây cối loại đặc biệt nào hay phương pháp xử lý ra sao, nhưng chất vải trường bào lại mềm mại, tinh tế khi sờ lên xúc cảm của nó nằm giữa vải bông và tơ lụa mang lại cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều ngoài các bộ trang phục may sẵn sứ giả còn tặng thêm vài khối nguyên liệu vải chưa qua các may những vật phẩm này rõ ràng được chuẩn bị rất chu đáo không chỉ phù hợp cho việc sử dụng ngay mà còn để dành cho các nhu cầu may vá trong tương lai về màu sắc các loại vải này khá hạn chế chủ yếu là màu tự nhiên của sợi thực vật phổ biến nhất là các tông màu vàng đất và hôi nâu thêm vào đó là một số ít màu xanh lục nhạt, xanh lơ và đỏ sẫm. Mỗi màu sắc đặc biệt này chỉ có một khối, rất có thể chúng được nhuộm từ các loại cây cỏ đặc thù. Vân Mạc cẩn thận quan sát từng món quà, trong lòng cảm thấy không chỉ những vật phẩm này quý giá, mà sự chuẩn bị chu đáo của đàn bộ lạc cũng thể hiện một sự thiện chí đáng trân trọng. Thông qua sự phân bổ khác biệt về màu sắc trên các loại vải, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thô sơ đoán được mức độ hiếm có của các loại thuốc nhuộm cũng như giá trị của chúng. Sứ giả của đàn bộ lạc vốn chỉ đến để thăm hỏi và sau đó đứng dậy xin cáo từ. Xin đợi một chút. Vân Mạc, người từ trước đến nay luôn ăn mềm không ăn cứng, không định chiếm tiện nghi của đối phương mà không đáp lại. Nàng ra hiệu cho Holly mang tới một bình gốm, lấy từ bên trong ra một khối kẹo mạch nha đã được cắt sẵn và gói cẩn thận trong lá cây. Sau đó, nàng lấy thêm một viên kẹo mạch nha viên nhỏ. Ta muốn dùng hai loại đường này để trao đổi lấy lương thực, rau dưa và dược liệu, Tốt nhất là thành phẩm, nhưng nếu chỉ có hạt giống cũng được. Ngoài ra, ta cần một lượng lớn vải mềm mịn tinh tế. Một ít vải thô cũng sẽ rất hữu ích. Nếu có loại vải nào được gia công mềm mại, càng tốt. Đường Sứ giả đằng bộ lạc lập tức tròn mắt kinh ngạc. Loại kẹo này rất đặc biệt, vị cũng ngon nhất. Vì vậy, ta hy vọng giá trị trao đổi sẽ cao hơn một chút. Vân Mạc tiếp lời, tay chỉ vào viên kẹo mạch nha viên. Ngoài ra, nếu tiện, xin hãy giúp ta truyền tin ra bên ngoài. Ta còn muốn mua thêm da lông chắc chắn, thịt khô, kim chỉ, muối ăn và một số đồ dùng vệ sinh. Ở thời không này, các sản phẩm vệ sinh như xà phòng được chế tạo từ phân tro, bồ kết và các loại dầu động thực vật đã khá phổ biến. Những món đồ mà Vân Mạc mang từ thành Aso này đã sắp dùng hết, vì vậy lần này nàng cũng muốn bổ sung thêm. Nếu như những tin tình báo mà Tony cung cấp không sai, các đại bộ lạc ở khu vực này có mối quan hệ rất chặt chẽ. Nhân cơ hội này, tại sao không nhờ họ hỗ trợ liên lạc luôn? Đường Lục Đằng, đại vu của đằng bộ lạc, nghe đến đây thì im lặng. Nàng nhìn hai viên đường nằm trên mặt bàn, trong lòng ngủ ngang cảm xúc. Thế nhưng là đường. Lục Đằng nhẹ nhàng cầm lấy một viên đường khối, ánh mắt thoáng động. Bà cẩn thận quan sát dưới ánh sáng, tiếp sâu một hơi để cảm nhận mùi hương tự ngọt ngào nhẹ nhàng bốc lên tựa như dòng suối tràn qua khoang mũi khiến bà không khỏi choáng váng lục đằng trầm ngâm dây lát sau đó lấy một mảnh vải nhỏ bọc viên đường lại dùng vật nặng nhẹ nhàng đập vỡ nó thành bột bà chấm một chút bột đường đưa lên đầu lưỡi nếm thử ngọt thật ngọt lục đằng không khỏi kinh ngạc làm sao có thể ngọt đến vậy vị ngọt thuần khiết sạch sẽ tinh tế không chút tạp chất đằng bộ lạc cũng có một số loại cây cỏ mang vị ngọt, nhưng dù có đun nấu thế nào cũng không đạt được độ ngọt như thế này. Hơn nữa, cách chế biến đường của họ rất mất thời gian, đôi khi còn dễ bị cháy khét nếu không cẩn thận. Vị ngọt lan tỏa trong miệng, động lại rất lâu không tan, tiếp tiếp từng tế bào trong cơ thể trở nên phấn chấn. Lục đằng nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác dễ chịu, dường như không nở mở miệng nói lời nào. Cuối cùng, bà mở mắt, giọng khàn khàn hỏi thủ ốc đã xây dựng đến đâu rồi sứ giả trả lời chỉ còn thiếu hai mặt tường và phần nóc nhà nhanh như vậy lục đằng chìm vào dòng suy nghĩ ánh mắt lộ rõ vẻ đâm chiêu năng lực khống chế thực vật chính là sự thể hiện trực tiếp thực lực của ma pháp sư qua bao nhiêu năm lục đằng vẫn dừng chân trước cánh cửa ma pháp bồi hồi ở ngưỡng cửa mà không thể bước thêm một bước thời gian trôi đi bà không còn trẻ nữa nếu không thể nhanh chóng đột phá và trở thành một ma pháp sư chân chính, bà sẽ nhanh chóng già nua và yếu đuối như đại vua của hổ bộ lạc. Không có sinh linh nào không e ngại cái chết. Sau cuộc hỗn chiến của các chủng tộc, những ma pháp sư còn may mắn sống sót đa phần đều nản lòng thoái chí, lánh mình vào núi rừng hoang dã. Lục đằng đã thật lâu rồi không gặp một nhân loại một hệ ma pháp sư chân chính. Thế rồi, vân mạc xuất hiện. Không ai có thể hiểu được niềm vui sướng điên cuồng đang cuộn trào trong lòng lục đằng nàng không chỉ là một ma pháp sư hiếm có, mà còn là biểu tượng của hy vọng. Sự xuất hiện của Vân Mạc khiến Lục Đằng cảm thấy hy vọng cho bước tiến của chính mình. Dù đối phương chỉ là một cô bé, nhưng cách hành xử lại vô cùng lão luyện, thậm chí còn mang theo những sản phẩm đặc biệt. Hãy đi báo cho hổ bộ lạc. Sau một hồi trầm ngâm, Lục Đằng nói. Cái gì? Đường. Khi biết được vị một hệ ma pháp tư bí ẩn muốn dùng đường để trao đổi vật phẩm, thạch phủ không khỏi kinh ngạc cô bé này thế mà lại nắm giữ kỹ thuật cao cấp như vậy. Đường không chỉ nhanh chóng khôi phục thể lực mà còn giúp tăng cường sức khỏe. Với hổ bộ lạc sở hữu rất nhiều chiến binh cường tráng, thứ này rõ ràng là một món hàng rất được ưa chuộng. Thậm chí, ngay cả thần minh cũng thích những món tống phẩm ngọt ngào. Tuy nhiên, do không am hiểu trồng trọt, hổ bộ lạc không thể tự sản xuất đường như đằng bộ lạc. Thay vào đó, họ phải liều lĩnh săn tìm tổ ong hoang dã. Việc này vô cùng nguy hiểm những con ong giả ngoại thường có kích thước bằng nửa bàn tay, và trong mỗi tổ ong, một số cá thể còn thức tỉnh được năng lực không hệ ma pháp. Chúng di chuyển rất nhanh và quỹ đạo bay vô cùng khó lường. Ngoài ra, nọc của ong giả ngoại rất nguy hiểm. Một vết đốt có thể khiến cơ thể sưng to và tê liệt. Hai vết sẽ làm thịt sinh mũ thối rửa, còn ba vết có thể giết chết một chiến binh cường tráng. Ngay cả một người mạnh mẽ như thạch phủ cũng không muốn tùy tiện đụng vào loại sinh vật này. Dù vậy, mật ong hoang dã là một loại hàng xa xỉ phẩm. Thông thường, một vài mật ong có thể đổi lấy một con ngựa chiến cường tráng. Các tiểu bộ lạc khó lòng có khả năng mua được. Nhưng hổ bộ lạc thì khác. Họ không chỉ cường đại mà còn rất giàu có. Là một người quyết đoán, thạch phủ một khi đã thích thứ gì thì sẽ lập tức hành động. Sau khi trao đổi với đại vua, thạch phủ nhanh chóng hướng đến thủ ốc của Vân Mạc. Khi thạch phủ tới nơi, Vương Mạc đang đứng trên cao, tập trung điều khiển dây đằng sinh trưởng theo quỹ đạo định sẵn. Phía dưới, Holly bận rộn chuẩn bị đồ đạt cần xe ngựa. Dù đã nghe nói từ trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến những dây đằng tinh tế tựa như những con rắn linh hoạt uốn lượn, dọc theo quỹ đạo sinh trưởng chính xác để định hình, Thạch Phủ không khỏi bị chấn động. Đó là một sự kinh ngạc không gì sánh được. Thạch Phủ nghe đến hai chữ vương quốc, biểu cảm lập tức thay đổi, đôi mày nhíu chặt, sự chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt mạnh mẽ của nàng. Vân Mạc bình tĩnh quan sát phản ứng của Thạch Phủ, khẽ mỉm cười. Nàng không vội trả lời, mà chỉ lặng lẽ đợi câu trả lời tự nhiên đến từ phía đối phương. Thạch Phủ sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu pha lẫn cay đắng và phẫn quốc. Vương quốc, đó là thứ chỉ biết vơ vét chúng ta. Bọn chúng cao cao tại thượng, mượn danh nghĩa bảo vệ nhưng thực chất chỉ hút máu dân chúng, đẩy chúng ta vào bần cùng. Ánh mắt của Thạch Phủ lóe lên tia giận dữ, nhưng sâu trong đó vẫn còn ẩn chứa chút cảnh giác đối với người đối diện. Holly đứng bên cạnh, khẩn trương nắm chặt tay. Nàng sợ cuộc trò chuyện này sẽ dẫn đến xung đột, nhất là khi người đối diện là một nữ chiến binh cường đại như vậy. Nhưng Vân Mạc vẫn ung dung, thái độ không chút nao núng. Ta cũng nghĩ như ngài. Một câu nói ngắn gọn, nhưng lại như một tia sáng chiếu thẳng vào màn đêm dày đặc. Hạch phủ hơi thượng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vân Mạc ánh mắt nàng lộ rõ sự ngạc nhiên nhưng không hề mất đi vẻ nghi hoặc ngươi không giống các lĩnh chủ khác giọng nói của thạch phủ có phần hòa hoãn hơn nhưng vẫn mang theo chút dò xét vân mạc mỉm cười đáp lời ta không phủ nhận thân phận của mình nhưng điều đó không có nghĩa là ta giống như những người mà ngài từng gặp thạch phủ im lặng dường như đang cân nhắc điều gì đó vân mạc nhân cơ hội tiếp tục nói ngài không cần tin ta ngay lập tức nhưng ta mong rằng qua thời gian hành động của ta sẽ tự chứng minh tất cả nếu có gì ngài cần hoặc nếu bộ lạc của ngài có khó khăn gì xin cứ đến tìm ta chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau lời nói này vừa khiêm tốn vừa dứt khoát thạch phủ nhìn vân mạc thêm một lúc lâu ánh mắt dần dịu lại được ta sẽ chờ xem nói xong thạch phủ quay người rời đi nhưng trước khi bước đi hẳn Nàng ngoảnh lại, nhìn thẳng vào Vân Mạc. Hy vọng ngươi thực sự khác biệt. Holly thở vào nhẹ nhõm khi bóng dáng uy nghiêm của Thạch phủ quốc gia. "Tiểu thư, ngài thật sự can đảm." Vân Mạc khẽ cười. "Không phải can đảm, Holly. Chỉ là ta không muốn bỏ qua cơ hội để thay đổi cách họ nhìn nhận chúng ta." Thực tốt, ta hiểu rồi." Vân Mạc mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa đầy chắc chắn xem ra chúng ta có cùng một kẻ thù. Cùng một kẻ thù. Thạch phủ sử người, đôi mắt thoáng lóe lên vẻ ngờ vực. Nàng không ngờ một tiểu lĩnh chủ trẻ tuổi lại nói ra những lời như vậy. Không để đối phương suy nghĩ quá lâu, Vân Mạc tiếp tục, giọng nói chậm rãi mà rõ ràng. Ta hiểu tâm tư của ngươi, nhưng xin đừng mang theo địch ý đối với ta. Nàng cố ý ngừng một nhịp, để lại một khoảng trống vừa đủ. Thạch phủ không có thêm biểu hiện gì xấu, Ánh mắt chỉ chăm chú nhìn nàng, như muốn nghe tiếp. Thực tế là, cái chết của phụ mẫu ta tràn ngập điểm đáng ngờ. Chính bản thân ta cũng không có nửa phần thiện cảm với những kẻ trong vương thành, chỉ có căm ghét. Những lời này, tuy có chút phóng đại, nhưng lại không hoàn toàn là dối trá. Thật vậy, nguyên thân của Vân Mạc từng nghe dì Maya kể lại rằng, mẫu thân nàng từng khó sinh, sau đó bệnh tăng không dứt, nhưng vốn dĩ cũng không đến mức nguy hiểm tính mạng nguyên thân phụ thân lại xuất thân là một kỵ sĩ nhạy bén và sở hữu kỹ năng không tầm thường vậy mà làm sao ông có thể thiệt mạng chỉ vì một trận hỏa hoạn còn toàn bộ thân cận cũng không một ai sống sót tin tức truyền về mẫu thân nàng sau đó buồn bực mà chết lý do nghe qua thì hợp lý nhưng thực tế thì không thuyết phục mẫu thân nàng một người kiên cường sao có thể gục ngã nhanh chóng như vậy đặc biệt khi bà còn biết rõ rằng một đứa trẻ mồ côi song thân sẽ dễ dàng bị hủy hoại trong một thế giới khốc liệt như thế này vì maya cũng đã nhiều lần truy vấn sự thật từ các cơ quan trọng tài nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng nhân loại vốn tôn sùng sức mạnh và những kẻ mạnh chính trực thường dễ đồng cảm với người chịu bất hạnh nhất là khi cả hai cùng đối mặt với một kẻ thù chung quả nhiên sau khi nghe xong ánh mắt thạch phủ diệu đi rất nhiều địch ý còn sót lại dường như cũng tan biến nàng gãi đầu, vẻ lúng túng hiếm thấy hiện rõ trên khuôn mặt mạnh mẽ. A à vậy à. Nhưng rồi lại như nhớ ra rằng mình không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra bi kịch đó, thạch phủ do dự, không biết có nên nói lời xin lỗi hay không. Cường đại như nàng, vậy mà khi đối diện với một tiểu cô nương, lại trở nên bối rối và vụng về đến lạ lùng. Nhìn thấy biểu cảm đó, Vân Mạc khẽ nở nụ cười. Lần này nụ cười của nàng không còn chút bi thương nào, mà chỉ có sự chân thành cùng cảm kích ta hiểu sự lo lắng của ngài. Giọng nói của nàng mang theo sự trấn an. Ta cũng từng nghe qua rất nhiều về đoạn lịch sử chiến tranh bi thảm đó. Nếu đổi lại là ta, chỉ sợ ta không thể bình tĩnh và lý trí được như ngài. Những lời nói ấy như một dòng nước mát, cuốn đi chút ngựa ngùng cuối cùng của thạch phủ. Nàng gật đầu nhẹ, ánh mắt có phần hòa nhã hơn. Ngươi rất khác so với những lĩnh chủ mà ta từng gặp. Nàng nói, giọng điệu đã không còn cứng rắn ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không xuyên, lần này lời của Vân Mạc thực sự làm thạch phủ cảm thấy ngựa ngùng. Vị tiểu lĩnh chủ tuổi trẻ với ánh mắt trong suốt, tươi cười chân thành, toàn thân toát lên vẻ thẳng thắn, khiến người khác không cách nào cứng rắn mà không động lòng. Gương mặt phơi nắng thành mực màu nâu của thạch phủ thoáng đỏ ửng, giọng nói cất lên có chút không tự nhiên, phụ, cũng không có gì. Holly đứng bên cạnh nhìn một màn này, trong lòng lặng lẽ kinh ngạc. Không phải, vừa nãy lạnh như băng chất vấn người ta là ai vậy chứ? À, đúng rồi, chính là vị thẳng thắn nhưng lại quá ngay thẳng này đây. Vân Mạc nhìn ra sự bối rối của thạch phủ, liền chủ động đánh vỡ không khí ngựa ngùng, khẽ hỏi, ngài đến để trao đổi đường, phải không? a à, đúng vậy. Thạch phủ giật mình tỉnh táo lại, nhanh chóng trở về trạng thái nghiêm túc, bắt đầu bàn về tỷ lệ trao đổi. Thông thường, trên thị trường, một vại mật ong có thể đổi lấy một con tuấn mã cường tráng còn sống, nhưng kẹo mạch nha cùng kẹo mạch nha viên mà Vân Mạc mang ra lại có khác biệt lớn về cách chế tác và phân lượng, vì vậy cần một cuộc thương lượng chi tiết hơn. Vân Mạc kiên định không tiết lộ bất cứ kỹ thuật chế tác nào, chỉ nhấn mạnh rằng đường mà nàng làm ra có chất lượng tuyệt đối không thua kém mật ong. Thậm chí nàng còn khẳng định rằng kẹo mạch nha viên tuy trọng lượng nhẹ hơn nhưng lại quý giá hơn, do khó khăn trong quy trình chế tác. Holly đứng bên cạnh, giúp sức ủng hộ bằng cách vén tay áo, khoe cánh tay cơ bắp ngày càng phát triển. Nhìn đi, thân thể cường tráng này đều nhờ những viên kẹo mạch nha xinh đẹp này ban tặng." Nàng tuyên bố đầy tự hào. "Chúng nó đáng giá như thế nào, các ngài phải tự hiểu." Nhưng Thạch Phủ vẫn giữ vững quan điểm của mình. Nàng không thể chấp nhận việc coi kẹo mạch nha đắt đỏ hơn cả mật ong. Mật ong là thứ có thể nguy hiểm đến tính mạng để thu hoạch. Thạch Phủ lý luận, "Nếu kẹo này quý hơn cả mật ong, vậy chi bằng chúng ta mạo hiểm đi săn tổ ong còn hơn?" dựa vào sức mạnh và sự phối hợp của các chiến binh hổ bộ lạc cộng thêm các biện pháp hỗ trợ như khói sông và hỏa công việc lấy mật ong dù nguy hiểm nhưng vẫn có thể kiểm soát được cùng lắm có một chiến binh bị cắn một mụn cũng chẳng sao vân mặt lập tức phản bác lời lẽ hùng hồn tuấn mã tuy là thực vật ăn cỏ nhưng cũng không phải thứ dễ dàng bắt được hơn nữa với các chiến binh mạnh mẽ như ngài tuấn mã chẳng mang đến nguy hiểm nào nhưng đường loại đường này tuyệt đối không thể tùy tiện có được Nói đến đây, nàng hạ giọng, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ thần bí, giọng nói cũng thêm phần trịnh trọng. Loại đường này là sản vật của ma pháp. Hạch phủ nghe vậy, cảm giác lân lân một chút, nhưng ngay lập tức, bản năng hoài nghi giả thú của nàng trỗi dậy. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt sắc bén dần trở lại, nàng có phải đang lừa ta hay không? Ma pháp lại không phải luyện kim thuật, làm sao có thể sản xuất ra đường? Nàng nghĩ thầm, lại nhớ tới đằng bộ lạc cũng có nước ngọt, chẳng phải cũng chỉ là nước đun với lửa mà thành thôi sao thạch phủ càng nghĩ lòng càng cảm thấy cần phải cẩn thận hơn không thể để bị mắc lừa bởi lời lẽ hoa mỹ này được hơn nữa ngựa hoang vốn tính khí mãnh liệt như lửa chạy nhanh như gió lại mang theo tính công kích rất mạnh một cú đá từ chân nó cũng đủ để làm người ta gãy sọ vì vậy việc bắt sống một con ngựa hoang hoàn chỉnh là vô cùng gian nan ngoài ra để nuôi và thuần hóa ngựa còn cần một khu vực phù hợp và những kỹ thuật chuyên môn độc đáo. Quá trình này tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức, chỉ có một số ít bộ lạc ở phương Bắc, nơi được thiên nhiên ưu ái, mới có khả năng làm điều này. Chính vì vậy, giá ngựa mới đắt đỏ như vậy. Đằng bộ lạc dù có nước ngọt, tuy cho cùng vẫn là nước. Dù có ngao nấu đến đâu, thì cùng lắm cũng chỉ là nước đường cô đặc. Nhưng ngươi nhìn cái này của chúng ta xem. Vân Mạc cầm lấy một viên đường, chỉ rõ, đường khối. Ngươi biết cần phải tinh khiết đến mức nào mới có thể ngưng kết thành khối như thế này không? Nàng nheo mắt lại, khuôn mặt thoáng hiện vẻ giảo hoạt, bày ra tư thái của một người thương nhân đầy kinh nghiệm. Vậy, các ngươi cứ đi lấy lòng đằng bộ lạc đi. Thạch phủ im lặng. Đằng bộ là còn muốn tìm ngươi mua mà. Hổ bộ lạc thực sự giàu có, nhưng cũng không giàu đến mức có thể tiêu tiền phung phí chỉ để mua kẹo mạch nha viên mà không để bụng giá cả. Hai bên tiếp tục một cuộc mặt cả quyết liệt, đầy mùi tiền bạc cả hai đều có những nhượng bộ nhất định nhưng mỗi bên vẫn cố giữ vững các điểm mấu chốt của mình cuối cùng thạch phủ không khỏi cảm thấy tiếc nuối xem ra loại kẹo mạch nha viên này thực sự khó làm nếu muốn mua chỉ sợ ta phải lấy danh nghĩa cá nhân mua một chút để đỡ thèm ngoài ra nàng cũng nghĩ có thể mua thêm một ít để làm lễ vật tế thần hiện tại nhà vân mạc đã có hai con ngựa nàng tạm thời không muốn mua thêm vật nuôi để vận chuyển vì việc nuôi dưỡng chúng quá tốn công sức mục tiêu chính của nàng vẫn là gia thú và thịt khô hổ bộ lạc vốn nổi tiếng với hai loại hàng hóa này ngay lập tức thạch phủ bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu rồi mời vân mạc đến để tự mình chọn lựa hổ bộ lạc được biết đến với khả năng săn bắt điêu luyện hầu hết các thành viên đều là thợ săn giỏi và đối tượng săn bắt của họ cũng rất đa dạng bao gồm cả các loài mảnh thú lớn những tấm da thú rắn chắc mà mềm mại từ những con mồi này là vật liệu cứu mạng không thể thiếu để vượt qua mùa đông giá rét. Chính vì vậy, hổ bộ lạc đã trở thành trung tâm giao dịch da lông lớn nhất, vô cùng giàu có. Việc săn bắt mảnh thú khó khăn hơn rất nhiều so với săn động vật ăn cỏ có kích thước tương tự. Chúng thường yêu cầu phải truy đuổi trong thời gian dài, phối hợp nhóm và nguy hiểm đến mức có thể dẫn đến thương vong. Mỗi một tấm da, mỗi một miếng thịt khô đều là huy chương thấm đẫm máu và mồ hôi của các chiến binh. Qua quá trình thương lượng, cả hai bên đã đạt được thỏa thuận, với loại da lông nhỏ thường thấy, chẳng hạn như da thỏ, phương mà có thể tự xử lý nên không cần đưa vào giao dịch. Với loại da thú cỡ trung, bao gồm hồ ly, trồn, hoặc sói, chúng linh hoạt, gian trá và đầy nguy hiểm, người ngoài ngành khó mà săn được. Đây là loại da có khả năng giữ ấm rất tốt, là mặt hàng có giá trị nhất. Hai tấm da thú hoàn hảo sẽ đổi được ba vại kẹo mạch nha những tấm da lông bị tổn hại có thể đổi với mức giá dễ chịu hơn, tỷ lệ trao đổi là một vài đường cho một tấm da. Về những loài mảnh thú lớn như gấu, báo và những loài tương tự, số lượng của chúng vô cùng ít ỏi. Da lông của chúng giữ ấm tốt nhất và đương nhiên có giá trị cao, thường được bán với giá ít nhất 3 vài đường nếu có tổn hại, thậm chí 4 vài nếu hoàn hảo. Nhưng ngay cả khi chấp nhận giá đó, chưa chắc đã có ai chịu bán. Những mảnh thú cấp cao này không khác gì những cổ máy sát thương trên mặt đất một số còn mang trong mình huyết mạch của ma thú sa đọa có khả năng hòa hợp với các nguyên tố ma pháp tạo nên một uy hiếp khổng lồ việc săn chúng thường gắn liền với sự hy sinh và những thợ săn thực sự đang đặt mạng sống của mình vào trò chơi sinh tử đưa ra giá thấp với da lông loại này chẳng khác nào vũ nhục công sức của họ quá đắt không cần thiết vân mạc quyết định tạm thời không suy xét thêm về phần thịt khô tình hình lại có phần phức tạp hơn Săn mảnh thú chủ yếu là để lấy da lông, thịt của chúng thường không được đánh giá cao vì có mùi tanh khó chịu. Khi làm thành thịt khô, mùi đó càng nồng hơn, vì vậy Vân Mạc quyết định từ chối loại này. Nàng đề nghị trao đổi thịt động vật ăn cỏ, căn cứ vào kích cỡ mà dùng một vài đường đổi lấy từ 1,5 đến 3 con. Việc săn bắt động vật ăn cỏ dễ dàng và an toàn hơn, lại chỉ yêu cầu lấy thịt, nên giá cả của chúng đương nhiên thấp hơn nhiều so với gia súc sống hoặc mảnh thú. Do Vân Mạc đến bất ngờ, không chuẩn bị trước và mang theo số lượng đường hạn chế, nàng không có ý định trao đổi nhiều trong đợt này. Hổ bộ lạc vốn không đưa đường vào kế hoạch trao đổi ban đầu, vì họ cần tập trung vào việc đổi lấy lương thực và muối ăn. Cả hai bên đều giữ thái độ khách chế, không muốn tiêu hao quá nhiều nguồn lực trong giao dịch lần này. Tuy xét đến việc cả hai đều có khả năng tự cung tự cấp nhất định, cộng thêm thời tiết sắp trở nên ấm áp, nguồn tài nguyên ngoài tự nhiên sẽ ngày càng phong phú. Vì vậy, Họ quyết định hẹn 3 tháng sau quay lại nơi này để giao dịch tiếp. Khi đôi bên thực sự tin tưởng lẫn nhau, họ có thể vòng qua chợ, không bị giới hạn bởi thời gian và địa điểm, thực hiện các giao dịch trực tiếp. Thạch Phủ tỏ ra rất hào sản, mang ra những tấm da lông tốt nhất được thu hoạch trong mùa thu và đông, cho Vân Mạc tự mình chọn lựa. Vân Mạc thực sự kinh ngạc khi nhìn thấy chất lượng da lông mà hổ bộ lạc mang đến. Họ đổi hoàn toàn theo cách tính tấm, không gian lận hay cắt xén. Tuy rằng kích cỡ mỗi tấm da gần như tương đồng, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có sự khác biệt. Điều này khiến nàng càng thấy đây là một giao dịch đáng giá. Hạch phủ nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng đều, cực đầu ra hiệu cho vân mạc bắt đầu chọn lựa. Những con người tự do thoát ly khỏi vương quốc thường thật thà và thẳng thắn. Một khi đã thỏa thuận rõ ràng từ trước, họ hiếm khi thay đổi hay lật lọng. Vân mạc không khách khí, nghiêm túc chọn lựa những tấm da lông rắn chắc, mềm mại và mượt mà nhất mỗi sợi lông trên những tấm da đều rõ ràng và tinh tế. dưới ánh nắng, chúng phản chiếu ánh sáng như dòng nước chảy, đẹp đến lạ thường. trong lúc chọn lựa, có hai tấm da đặc biệt khiến nàng phân vân. chọn cái nào cũng thấy tiếc cái còn lại, khiến chứng lựa chọn khó khăn của nàng lại tái phát. thạch phủ cuối cùng không nhịn được khi thấy vân mặt phân vân, bèn dứt khoát tự mình lựa chọn giúp. nàng lưu loát cầm một tấm da, cẩn thận xoay qua xoay lại để vân mặt xem kỹ từng chi tiết sau đó còn chỉ dẫn nàng sờ thử mặt trái của nó. Tấm da đầu tiên tuy màu sắc tươi sáng và đẹp mắt hơn, nhưng không bằng tấm thứ hai về độ bền và sự mềm mại của lông. Thạch phủ giải thích rằng chất lượng da lông phụ thuộc vào tuổi và sức khỏe của con thú. Con thú chủ của tấm da đầu đã già yếu, dẫn đến phẩm chất da không còn như trước. Vân Mạc tiếp thu lời khuyên với sự tán thành, quyết quyết chọn theo gợi ý của Thạch phủ. Hổ bộ là quả thực có kỹ năng săn bắn xuất sắc những tấm da lông được mang đến đều ít có vết thương, và nếu có, phần lớn tập trung ở vùng cổ hoặc vị trí yếu hại, hầu như không ảnh hưởng đến ngực bụng. Vân Mạc không khỏi cảm thán sự khéo léo này. Trên mặt nàng hiện rõ vẻ kinh ngạc và tán thưởng, khiến thạch phủ cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Nàng ôm tay trước ngực, cầm ngẩn cao đầy tự hào. Nếu nàng có đuôi, e rằng nó đã vẫy tạo thành cả một tàn ảnh. Cuối cùng, Vân Mạc chọn sáu tấm da lông từ các loại như hồ, lan, cáo, nói bốn tấm hoàn hảo không tổn hại lông mượt và bền đổi theo tỷ lệ một một năm tương đương sáu vại kẹo mạch nha hai tấm có tổn hại nhỏ vết thương nằm ở vị trí khó khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng nhẹ đến chất lượng đổi theo tỷ lệ một một tương đương hai vại kẹo mạch nha thạch phủ không muốn nhận phần kẹo mạch nha thường đã đổi thành một vại kẹo mạch nha viên cao cấp một nửa sẽ dùng cho nghi lễ hiến tế của bộ lạc nửa còn lại nàng giữ làm tài sản riêng. Vân Mạc không hề phiền lòng về những tấm da có tổn hại nhỏ. Với tay nghề và kim chỉ phù hợp, nàng tin mình có thể khâu chúng lại và biến chúng thành các sản phẩm chất lượng. Hai bên đều hài lòng với giao dịch. Khi thu thập xong, Thạch Phủ bất ngờ phát hiện một tấm da thỏ xám bị lẫn trong đống đồ. Tấm da chỉ cỡ 40 phân vuông, nhưng rất mềm mại và bóng mượt, giống như nước chảy qua từng sợi lông. Đây là loại da hoàn hảo để làm khăn quàng cổ hoặc cổ áo lông ấm áp. Thạch Phủ Hào phóng phủ sạch bụi bẩn trên tấm da, rồi đưa thẳng cho Vân Mạc như một món quà. Cầm đi. Vân Mạc không giấu nổi vẻ vui mừng, hốc lên, qua Nga. Trước khi rời đi, Thạch Phủ còn chia sẻ kinh nghiệm bảo quản da lông. Nếu da bị bẩn, đừng lo. Đợi trời lạnh, chỉ cần ném lên tuyết mới, dùng tuyết cọ sát vài lần, bảo đảm sạch bóng. Hóa ra, da lông của các loài mảnh thú vốn được tắm rửa theo cách này trong tự nhiên lời khuyên ấy khiến vân mạc càng thêm trân quý món quà và mối giao hảo với hổ bộ lạc là... vân mạc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu chuẩn bị vác đồ lên và đi nhưng ngay sau đó nàng không động đậy nổi quá nặng đống đồ vật kia quá nhiều bao lớn như muốn ép nàng ngã sấp xuống thạch phủ thấy thế liền cười phá lên tiếng cười cạt cạt vang vọng sau khi cười chán nàng thoải mái bước tới dễ dàng nhấc lên hai bao hành lý to gần bằng vân mạc nhẹ nhàng đặt lên vai và mang chúng đến dưới thủ ốc thẳng tiến vào trong xe ngựa vân mạc vốn định mời nàng một chén nước đường và lau mặt cho bớt mệt nhưng thạch phủ chỉ xua tay ý bảo còn việc phải làm rồi tiêu sái quay lưng rời đi thấy vân mạc trở về với chiến lợi phẩm phong phú holly cũng vui vẻ ra mặt nàng nói hổ bộ là thật sự rất sảng khoái nhớ lại lúc đầu đối phương còn làm khó dễ Holly từng lo sợ có thể xảy ra xung đột, tim đập thình thịch không yên. Vân Mạc tràn đầy đồng cảm, đáp. Có thể sống yên ổn thì ai lại muốn đánh giặc đâu. Nào, giúp ta mở xem thu hoạch hôm nay thế nào. Hai người chui vào trong xe ngựa, cẩn thận mở từng bao đồ, kiểm tra kỹ càng sáu tấm da lông để bảo đảm không có bất kỳ con sâu nào còn sót lại. Holly chưa từng thấy nhiều da lông đến vậy, lại đều là loại thượng đẳng, không nhận được khen ngợi liên hồi nàng vừa ngắm vừa bàn xem chúng có thể làm được gì. Tấm da sói đen này thật tuyệt vời. Tiểu thư có thể là một chiếc áo bông dài, đến mùa đông sẽ không còn lo lạnh. Còn tấm lông cáo kia cũng tốt, ngài nên may thành một chiếc áo toàn. Cả đống đồ trông như một ngọn núi nhỏ, vừa đồ sộ vừa quý giá. Nếu đây là hiện đại, có lẽ cả đời Vân Mạc cũng không mua nổi nhiều da lông như vậy. Tấm da lớn nhất có chiều rộng khoảng 1,7 mét, dài gần 2 mét, không cần ghép nối vẫn có thể làm thành một chiếc đệm giường hoàn chỉnh. Lông vừa dài vừa dày, mềm mại như tơ lụa. Chỉ cần ấn tay xuống, cảm giác êm ái ấy liền lan tỏa khắp lòng bàn tay, như chạm vào một tầng mây ấm áp. Nơi đây, các loài động vật thật sự to lớn vượt trội, ngay cả cỡ trung cũng đã đủ khiến người ta ngạc nhiên. Vân mạc không nhịn được, nhào vào đống da lông rồi lăn một vòng, cảm nhận sự ấm áp lan tràn. Mùa đông nằm trên này không sợ lạnh, còn có thể đổ mồ hôi nóng nữa. Trước đây, các nàng chỉ dùng da thỏ để may mũ, khăn quàng cổ hoặc áo bông mỏng. Nhưng giờ đây, đống da này đủ để chuẩn bị một bộ trang phục hoàn chỉnh, từ đầu đến chân đều ấm áp. Thấy Vân Mạc đã bắt đầu đổi da lông ngay từ bây giờ, Holly có chút khó hiểu, hỏi: "Tiểu thư, ngài chẳng phải nói mùa thu da mới tốt nhất sao? Giờ trời càng ngày càng ấm lên, dường như không cần gấp như vậy." Thực ra, lúc đầu Vân Mạc cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng khi nhìn thấy chợ mậu dịch đông đúc người, nàng lập tức thay đổi ý định. Những thứ tốt, phù hợp với nhu cầu của bản thân, không phải lúc nào cũng có sẵn. Gia lông giả thú không như cây trồng, không thể đoán trước sản lượng hay chất lượng, phần lớn phụ thuộc vào vận khí. Nếu hiện tại nàng chân chừ, để đằng bộ lạc hay hải bộ lạc đổi mất những tấm da quý kia, nàng sẽ phải hối tiếc mãi mãi. Phải biết rằng, ở vùng phụ cận, các quý tộc nhỏ thuộc những tiểu quốc cũng đang như hổ rình mồi, luôn tìm cách lấn át và vơ vét nguồn tài nguyên. Dù lần này đã đổi được 6 tấm da lông, nhưng muốn may đủ quần áo mùa đông cho ba người thì cũng đã cạn. Nếu muốn cả những tấm để trải giường hay làm đệm, ít nhất mỗi người cũng cần 4 tấm, rõ ràng vẫn thiếu. Vậy nên, đến mùa thu, Vân Mạc nhất định phải đổi thêm. So với phong cách sấm rền gió cuốn của thạch phủ, lục đằng lại thận trọng hơn nhiều. Hoặc có thể nói, bà thường lo trước lo sau, suy xét kỹ càng thẳng đến buổi chiều, bà mới chính thức bắt đầu giao dịch với Vân Mạc. Dưới sự chủ trì của lục đằng, đằng bộ là thể hiện thiện ý bằng cách mang đến rất nhiều món chính, đủ bốn loại, lúa mạch thường thấy, hai loại rễ cây có thể thu hoạch trái, và đặc biệt là một loại rất giống đậu nành. Đậu nành Nếu thật sự đây là đậu nành, thì Vân Mạc có thể làm ra đủ thứ, dầu đậu nành, nước tương, tương đậu, giá đổ, đậu hũ, sữa đậu nành, đậu phụ trúc, những món này có thể làm phong phú bàn ăn và cải thiện rất nhiều điều kiện sinh hoạt bốn loại món chính không chỉ có thành phẩm mà còn kèm theo cả hạt giống ngoài ra các loại rau dưa trái cây và dược liệu cũng được mang tới nhưng chỉ ở dạng thành phẩm mà không có hạt giống về phần hạt giống lục đằng tự mình đứng ra xin lỗi và giải thích bà thẳng thắn nói rằng những loại giống cây này là trụ cột kinh tế của bộ lạc là kết tinh của mấy thế hệ trí tuệ nên không thể tùy tiện trao ra ngoài trong phần lớn các giao dịch đàn bộ lạc luôn giữ thế chủ động họ là bên lựa chọn không phải bên bị lựa chọn với vị thế đó họ thường không cần phải giải thích điều gì nhưng với vân mạc tình thế lại khác biệt là một một hệ ma pháp sư chính thức vân mạc sở hữu một thân phận đặc thù điều này khiến nàng vừa là đồng minh tiềm năng vừa là đối thủ cạnh tranh trong tương lai của đàn bộ lạc lục đằng với tư cách một ma pháp sư hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai bà càng khao khát được giao lưu và học hỏi từ vân mạc hy vọng nhận được sự chỉ dẫn trong ma pháp nhưng nếu vân mạc thực sự muốn cạnh tranh trực tiếp với thực lực hiện tại nàng có thể dễ dàng đẩy toàn bộ đằng bộ lạc vào tuyệt cảnh thực lực chính là tất cả quyền lên tiếng luôn nằm trong tay kẻ mạnh mặc dù hầu hết các một hệ ma pháp sư đều tôn trọng hòa bình và tinh thần hữu ái vẫn có không ít người hiếu chiến thậm chí sẵn sàng cướp đoạt nếu cần Lục Đằng lo ngại rằng Vân Mạc có thể kế thừa máu quý tộc đầy bá đạo và tà ác, trở thành một mối đe dọa thực sự. May mắn thay, Lục Đằng đã đánh cuộc chính xác. Bất kỳ tổ chức hay thế lực nào muốn phát triển lâu dài đều cần một trụ cột kinh tế vững chắc. Với đằng bộ lạc, đó chính là ngành nông nghiệp và trồng trọt. Còn Vân Mạc, ban đầu nàng chỉ xem giao dịch này là phép thử, không quá kỳ vọng. Nhưng kết quả, việc nhận được đủ bốn loại lương thực cùng hạt giống đã là một niềm vui ngoài mong đợi nàng không muốn lãng phí tinh lực vào những nghi kỵ vô nghĩa và đề phòng không cần thiết, nên dứt khoát đưa ra lời hứa. Dù là hiện tại hay tương lai, lãnh địa của ta sẽ không tiến hành giao dịch lương thực quy mô lớn với bên ngoài. Lương thực có chu kỳ sinh trưởng dài, quá trình trồng trọt lại rất vất vả, nhưng hiệu suất hồi báo lại thấp. Trước khi cơ giới hóa nông nghiệp phổ biến, đây không phải là một lựa chọn sản nghiệp lý tưởng. Lời nói thẳng thắn và rõ ràng của Vân Mạc khiến Lục Đằng có chút ngượng ngùng, như thể vừa bị vạch trần một chút tâm tư nhỏ nhoi. Nhưng đồng thời, lời hứa này cũng làm bà nhẹ nhõm hẳn. Thật tốt quá, là bạn chứ không phải địch. Cách tiếp cận đơn giản và trực diện này khiến cả hai bên đều rất hài lòng với hiệu suất trao đổi. Tiểu mạch từ đằng bộ lạc mang đến rõ ràng khác biệt so với loại mà Vân Mạc từng thấy ở thành A Hạt tiểu mạch từ đằng bộ lạc lớn hơn, đầy đặn hơn, vỏ ngoài mỏng hơn, chưa nếm cũng biết vị chắc chắn thơm ngon và ngọt hơn. Tất nhiên, chất lượng tốt đi kèm với giá thành cao hơn. Loại tiểu mạch này thường chỉ bán cho các bộ lạc mạnh như hổ bộ lạc, hải bộ lạc hoặc giới quý tộc trong những tiểu quốc phụ cận. Người thường chỉ có thể đổi một loại tiểu mạch khác, sản lượng cao hơn nhưng giá rẻ hơn, vị cũng kém hơn. Hạt giống mang theo sức sống mạnh mẽ. Vân Mạc chọn một ít để thử thôi phát và nhanh chóng phát hiện rằng những cây lúa mạch non mọc lên còn khỏe hơn và mập mạp hơn loại mà nàng đã trồng tại nhà. Điều này khiến nàng rất phấn khởi, quyết định mang hạt giống về để thử lai tạo với giống hiện tại của mình, hy vọng có thể tạo ra một giống cây tốt hơn nữa. Nếu thành công, nàng cũng sẵn lòng đáp lễ Đàn Bộ Lạc bằng một món quà. Đàn Bộ Lạc vốn tin thông gieo trồng, nếu có giống mới, họ chắc chắn có thể phát triển và cải tiến hơn nữa. Đây chính là cách có qua có lại. Hơn nữa, nếu sản lượng và chất lượng đều được cải thiện, giá giao dịch có thể giảm xuống. Khi đó, ngày tháng của tất cả mọi người đều sẽ tốt đẹp hơn. Ngày tháng ổn định, đời sống yên bình, trị an mới có thể cải thiện, chẳng phải vậy sao? Ngoài lúa mạch, hai loại củ mà Đằng Bộ Lạc mang đến cũng rất lạ. Một loại trông giống khoai sọ, loại kia hơi giống củ mài, cả hai đều có lớp vỏ ngoài lông xù. Buổi tối, Holly liền nấu thử vài củ để ăn. Cả hai loại đều có hàm lượng tinh bột rất cao, vị ngọt nhẹ, thơm ngon và no lâu. Điểm đặc biệt là chúng rất khó tiêu hóa. Nửa đêm Vân Mạc vì ăn quá nhiều mà bụng căng cứng không ngủ được, đành mở to mắt, tiếp tục xây nhà để quên đi cảm giác khó chịu. Trong lòng nàng vừa làm vừa nghĩ, loại này chắc chắn rất hợp để hầm thịt. Do đặc điểm và sở trường khác biệt, nhu cầu giữa đàn bộ lạc và Vân Mạc không phải quá lớn, nên giao dịch lần này chủ yếu tập trung vào chất lượng cao thay vì số lượng. Quan trọng hơn, giao dịch này không chỉ là trao đổi vật chất, mà còn mang ý nghĩa chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong thời đại đầy rẫy nguy cơ này, có thêm một người bạn để cùng hỗ trợ và trông coi lẫn nhau luôn là một điều tốt đẹp. Cùng thuộc một hệ, chỉ cần không bị đụng chạm đến lợi ích, tính cách của các bộ lạc tham gia mậu dịch đều tỏ ra bình thản. Người đến ngày càng đông, phân mặt mỗi ngày đều cẩn thận quan sát và thống kê số lượng. Chỉ riêng trước ngày chợ chính thức bắt đầu, số người đã gần đạt 2.000 người. Phần lớn những người dám vượt đường xa, mang theo hàng hóa để giao dịch đều là những người có thực lực, sẵn sàng ra tay nếu cần. Nhóm người này, nếu tổ chức tốt hoàn toàn đủ khả năng phát động một cuộc chiến quy mô lớn nếu ta là tinh linh vương có lẽ đêm nào cũng mất ngủ vân mạc âm thầm cảm thán nàng cũng nhận ra rằng ngoài các cư dân và bộ lạc lân cận còn có cả các đoàn giao dịch của các tiểu quốc mang theo nhu yếu phẩm và hàng hóa để trao đổi bầu không khí sôi động và náo nhiệt đến bất ngờ tuy nhiên trong đám đông phức tạp này liệu họ có tiến hành những hoạt động mờ ám hay không thì lại là một chuyện không ai dám chắc Điều làm Vân Mạc kinh ngạc hơn cả là sự xuất hiện của những người bán sữa bò. Thật không ngờ rằng, giữa vùng hoang dã này, lại có cả những phụ nữ dắt theo những con bò sữa, trực tiếp vắt sữa tươi tại chỗ để bán. Phương thức tươi sống ngay tại nguồn này khiến nàng không khỏi phấn khích. Nàng đã mua thử một lần. Sữa bò mới vắt ra còn lẫn cả những sợi lông trâu nhỏ, nhưng sau khi nàng lọc hai lần bằng tấm vải miệng vừa trao đổi được từ đằng bộ lạc, rồi nấu lên, hương thơm nào ngạt của sữa bò lan tỏa khiến nàng suýt xoa mãi không thôi. Thêm vào đó, chỉ cần hòa một chút kẹo mạch nha vào, hương vị lại càng thơm ngọt và hấp dẫn hơn. Vân Mạc yêu thích đến mức không nỡ đặt chén sữa xuống. Nghĩ đến lợi ích lâu dài, nàng chủ động tìm đến nhóm người bán sữa bò để bàn bạc một cuộc giao dịch lớn hơn, mua một con bò sữa. Một ly sữa mỗi ngày không chỉ tốt cho nàng, đang ở tuổi phát triển, mà còn bổ sung dinh dưỡng cho dì Maya và Holly, những người thường xuyên phải lao động nặng nhọc. Ngoài ra, có sữa bò sẽ mở ra cơ hội sản xuất nhiều loại thực phẩm như mỡ vàng, sữa đặc hoặc làm bánh kem, bánh mì tăng thêm khẩu vị và đa dạng hóa món ăn hàng ngày. Tuy nhiên, giao dịch bằng vật đổi vật luôn tồn tại một hạn chế rõ ràng. Người có thứ này, nhưng chưa chắc đối phương đã cần. Điển hình là trường hợp này. Những người chăn nuôi bò không có nhu cầu với đường. Không phải họ không thích đường, mà là vì không đủ khả năng mua. Sữa bò tươi có hạn sử dụng rất ngắn, phạm vi tiêu thụ bị giới hạn bởi điều kiện bảo quản và vận chuyển kém. Những người sống gần họ, vốn không dư giả, cũng không xem sữa bò là một nhu yếu phẩm hàng ngày, mà chỉ coi đó là một mặt hàng xa xỉ, cải thiện bữa ăn trong chốc lát. Vì vậy, những người chăn nuôi bò lần này đến chợ chỉ muốn đổi lấy lương thực và dược liệu, cứ họ cần thiết hơn cả để sinh tồn. Không còn cách nào khác, Vân Mạc phải quay lại tìm đằng bộ lạc để tiến hành giao dịch lần thứ hai, đổi lấy lương thực và dược liệu, rồi dùng những thứ đó để mua một con bò sữa nhỏ, cường tráng. Cuối cùng, khi dẫn được con bò về, nàng không khỏi nở nụ cười mãn nguyện. Từ nay, mỗi ngày đều có sữa tươi. Người bán bò là một nữ nhân rất cường tráng, làn da ngâm đen, khi giao dịch lưu luyến không rời mà dùng tay mạnh mẽ vuốt vuốt lên đầu bò sữa, vừa làm vừa không ngừng căng dặn vân mạc. Nó khoảng thời gian trước mới vừa sinh tiểu nghé con, nhưng tiếc hay thời tiết quá lạnh, nghé con đã chết mất nhất định phải cho nó ăn no, chăm sóc nó thật tốt, đừng để nó quá khổ sở. Bò sữa phải có nghé con mới kích thích được quá trình sản xuất sữa, và lượng sữa cũng không cố định. Có lúc đạt đỉnh cao, nhưng cũng có lúc rơi xuống thấp. Người bán còn giải thích cặn kẽ rằng tình trạng dinh dưỡng và cảm xúc của bò sữa trực tiếp ảnh hưởng đến lượng sữa. Hiện tại, giống bò sữa này trong giai đoạn cao phong mỗi ngày có thể sản xuất khoảng 10 thăng, nhưng khi rơi vào giai đoạn thấp, lượng sữa có thể giảm chỉ còn 5 thăng, thậm chí ít hơn. Sau một vài tháng, bò sữa sẽ ngừng sản xuất hoàn toàn. So với những giống bò sữa cải tiến của tương lai, năng suất này thật sự rất thấp, không tương xứng với kích thước khổng lồ của chúng. Để bảo đảm nguồn cung sữa bò ổn định quanh năm, ít nhất cần nuôi hai con bò sữa để thay phiên làm mẹ, vừa duy trì sản lượng sữa, vừa giúp bò mẹ có thời gian hồi phục sau sinh. Điều này không chỉ bảo đảm nguồn sữa uống hàng ngày, mà còn dư để chế biến các sản phẩm như mỡ vàng, bơ và phô mai tuy nhiên vì trong nhà chưa từng nuôi bò vân mạc quyết định chỉ mua một con trước để thử nghiệm nếu chăm sóc tốt ba tháng sau sẽ trở lại chợ để mua thêm một cặp bò một con bò đực và một con bò cái hiện tại trong nhà đã có hai con ngựa nhưng chúng gần như phải làm việc liên tục mỗi ngày chúng vừa dùng để cưỡi vừa kéo xe vận chuyển lại phải cày bừa dù ngựa khỏe mạnh đến đâu cách làm việc này cũng không thể kéo dài lâu nuôi thêm bò có thể giúp chia sẻ công việc bò cái sẽ cung cấp sữa, bò được có thể kéo cày, múc nước hoặc vận chuyển củi lửa, giải phóng hai con ngựa để chúng chỉ tập trung vào di chuyển đường dài. Người bán nghe nói có thể sẽ quay lại mua thêm, thậm chí còn có kế hoạch nuôi bò thịt, thì cười tươi. Tốt lắm. Mấy tháng sau, nghe con lớn lên, ngươi nhất định phải đến tìm chúng ta. Nếu cần thịt bò, cũng đừng quên gọi một tiếng nhé. Tiểu bò sữa có đôi mắt to tròn, hàng mi dài và cong, ánh mắt ướt át như sương mai, nhìn qua đã khiến lòng người mềm nhũng. Holly lập tức yêu thích nó. Ngày nào nàng cũng dành thời gian chải lông cho bò sữa, lại đi tìm những bó cỏ tươi ngon nhất để cho nó ăn. Tiểu hoa nha, tiểu hoa, ăn nhiều vào, mau lớn lên, mỗi ngày phải sản thật nhiều thật nhiều sữa. Cái tên tiểu hoa là do vân mặt đặt, bởi trên thân bò sữa có những hoa văn lộn xộn mà nàng cho là rất đáng yêu. Hai con ngựa trong chuồng cũng tò mò nhìn vị thành viên mới, vừa nhai cỏ vừa đánh giá. Ồ, nó có hoa trên người kìa. Tiểu hoa có chút thẹn thùng, đôi mắt tròn xoe, ánh nhìn ngại ngùng, lại thêm chút sợ người lạ, chỉ nhỏ giọng mua một tiếng yếu ớt nghe thật đáng thương. Buổi tối hôm ấy, trời bất chợt đổ mưa lớn. Holly cả đêm không yên giấc, vội vã dắt tiểu hoa tới trú dưới tán cây của thù ốc, sau đó cẩn thận lau khô phần mông đã bị mưa xối ướt. Nàng cúi xuống, đôi mắt đầy lo lắng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nhưng ngàn vạn lần không được sinh bệnh nha, tiểu hoa nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của holy vân mạc không khỏi vừa buồn cười vừa cảm động đèn lên tiếng treo gẹo holy ta thấy người có khi lại là người muốn sinh bệnh đó thực tế thì tiểu hoa được chăm sóc khá tốt nhưng holy lại là người dầm mưa nhiều hơn gần như cả nửa thân mình đã ướt nhẹp cứ đứng ngoài sàn nhà thủ ốc mà không chịu vào trú mưa hiện giờ trời vẫn còn lạnh vân mạc không nhịn được thúc giục. trời mưa thế này mau vào xe ngựa nghỉ đi không lại ốm ra đấy hô ly nhếch miệng cười tự đắc ta cường tráng hơn chúng nó nhiều nhưng dù có mạnh miệng nàng vẫn nhanh chóng quay lại xe ngựa tìm chỗ khô ráo lo lắng hô ly bị lạnh vân mặt liền nấu một ly nước đường kẹo mạch nha nóng thêm vào vài lát gừng rồi đưa cho nàng nhẹ nhàng thúc giục nào uống hết ly này đi ấm bụng lên ngay đừng để gió lạnh ngấm vào người hô ly hai tay nâng ly nước như bảo bối cẩn thận uống từng ngụm ngọt ngào, uống ngon thật nha nàng trầm trồ, nhưng rồi nhăn mặt, chỉ là hơi cay một chút. Dù vậy, chỉ trong chốc lát, cơ thể hô ly đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cảm giác hàng khí tích tụ từ khi gặp mưa cũng như tan biến hết. Hô ly thầm nghĩ. Tiểu thư thật sự hiểu biết rất nhiều nha, đúng là đáng phục. Tiểu hoa cũng không bị bỏ quên. Vân mà cẩn thận chuẩn bị một chút nước đường ngọt ngào cho nó. Tiểu hoa uống đến mức đôi mắt long lanh, sáng như sao, đầu cúi xuống tận hưởng, không muốn ngẩng lên, chỉ còn đôi tai lông xù liên tục run rẩy, biểu hiện sự sung sướng tột độ. Nhìn thấy tiểu hoa được ưu ái, hai con ngựa đứng gần đó không khỏi ghen tị. Chúng không ngừng dậm chân, hất mạnh móng sau, làm náo động cả góc chuồng. Vân mạc hết cách, đành phải pha thêm nước đường cho chúng uống để dỗ dành. Gia súc uống một chút nước đường thực sự có lợi. Nước đường không chỉ giúp chúng nhanh chóng tăng cân, cải thiện cơ bắp, mà còn hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe dạ dày. Tuy nhiên, vân mạc hiểu rõ việc này phải làm có chừng mực, nếu không sẽ dễ gây ra sâu răng. Đêm ấy dưới ánh sáng dịu nhẹ của thủ ốc, tiếng mưa rơi lột đột trên tán lá, mọi người và gia súc đều an ổn, sưởi ấm bằng sự quan tâm dành cho nhau. Không biết thạch phủ nghe tin từ đâu mà sáng sớm hôm sau đã vội vàng tìm đến chỗ vân mạc, nói muốn xem xét con bò sữa nàng mới mua, e rằng nàng bị người ta lừa gạt mua bò sữa thực ra không phải chuyện đơn giản. Một số người bán không ngay thẳng thường cố tình bán những con bò sữa sắp hết kỳ sản nải, hoặc thậm chí là những con bò đang bệnh, sau đó liền mặc kệ hậu quả. Với tư cách là một trong những giám sát viên của chợ, Thạch Phủ mang trên vai trách nhiệm bảo đảm mọi giao dịch đều công bằng, minh bạch. Vân Mạc dẫn Thạch Phủ đến xem Tiểu Hoa. Thạch Phủ vừa mới tiến lại gần, Tiểu Hoa đã hoảng sợ, cả người rung lên, rụt rè lùi về phía sau, ngay cả tiếng mu nhỏ xíu cũng không dám phát ra. Này nhân loại thật đáng sợ. Trên người đầy sát khí, còn mang theo nồng đậm mùi giả thú. Hù chết bò ta mất. Tiểu hoa như muốn khóc mà không dám khóc. Hạch phủ nhìn cảnh tượng ấy cũng chỉ biết vò đầu bất lực. Nàng nhanh chóng đến kiểm tra tình trạng hàm răng và tứ chi của tiểu hoa, sau đó lùi ra xa, tránh làm nó hoảng loạn thêm. Đây là một con bò rất tốt. Hạch phủ gật đầu khẳng định nghe được lời này, vân mạc hoàn toàn yên tâm. nàng mời thạch phủ ra xa một chỗ, cùng ngồi uống nước đường để trò chuyện. dù vậy, nhìn bộ dáng sợ hãi của tiểu hoa, vân mạc không khỏi bật cười. cứ tiếp tục thế này, ta sợ tiểu hoa bị dọa đến mất cả nải mất. nàng vừa cười vừa nói, dẫn thạch phủ đi xa hơn để tiểu hoa bình tĩnh lại. Holly đang ngồi cẩn thận theo thùa, nhưng dụng cụ trong tay không được như ý, chiếc kim may quá thô khiến nàng gặp khó khăn trong việc tạo đường may tinh tế nếu muốn mua loại kim thật tinh tế thì phải tìm đến các bộ lạc vùng biển thạch phủ nói những người lấy ốc biển và vỏ sò làm đồ đằng ấy kim làm từ xương cá ở đó rất mềm dẻo đàn hồi đặc biệt thích hợp để làm các việc may vá tinh xảo bộ lạc vùng biển là hai bộ lạc chuyên chế biến muối biển phải không vân mạc hỏi họ đã đến chưa thạch phủ gật đầu họ vừa đến hôm nay cách đó không xa Cây hô sam Tony nghe lõm được câu chuyện, liền lập tức rộn ràng kêu lên, đến rồi. Đến rồi. Theo lời Tony, các thành viên bộ lạc cùng biển đã gặp phải lũ xuân trên đường đến đây. Một đoạn bờ sông bị sụt khiến họ phải vòng đường xa hơn, tổn thất không ít hàng hóa. Nghe kể mà trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, vân mặt vội tiễn thạch phủ đi, sau đó lập tức hướng về phía lều trại của hải loa bộ lạc. Bộ lạc cùng biển không thường xuyên xuất hiện ở chợ, đặc biệt họ rất giỏi chịu rét, nên không có nơi cư trú cố định mà chỉ dựng những lều trại tạm thời. Họ mang theo hai chiếc xe lớn, loại xe song luân bằng gỗ. Kéo xe là những loài động vật nhìn vừa giống bò vừa giống ngựa, cao vai khoảng 1,5 mét, thân hình cường tráng nhưng tính cách lại vô cùng dịu dàng và dễ mến. Đặc biệt, đôi mắt to tròn của chúng có hàng mi dài cong vút, trên mí mắt còn có vệt đen dài như được kẻ mắt, trông rất ngộ nghĩnh. Một vài đứa trẻ tò mò nhảy lên chạm vào tay của chúng, nhưng chúng chỉ hừ nhẹ một tiếng qua mũi, rồi vẫn điềm nhiên gặm cỏ, thỉnh thoảng phe phải chiếc đuôi lông xù để xua đuổi rùi mũi. Đội hình của họ gồm 8 người, mỗi xe có 4 người thay phiên nhau. Hai người phụ trách điều khiển xe, hai người khác luôn sẵn sàng cảnh giới. Đây chính là đội hình tác chiến tiêu chuẩn của các bộ lạc vùng biển. Dẫn đầu đoàn là một cô gái trẻ chừng 20 tuổi, gương mặt rám nắng đặc trưng của người ngư dân, đôi mắt ánh lên vẻ kiên nghị. Thấy Vân mạch tiến đến, nàng chủ động bước ra đón, mở lời. Nếu nàng muốn mua muối biển, thật tiếc là ngoài phần đã định sẵn từ trước, chúng tôi không còn dư quá nhiều. Mùa đông vùng biển quá khắc nghiệt. Lần trước, họ còn có một nhóm đồng hành, nhưng lần này chỉ còn lại bộ lạc của cô. Một bộ lạc nhỏ yếu đã không thể vượt qua mùa đông, những người sống sót đều gia nhập vào hải loa bộ lạc. Nghe nói, các bộ lạc vùng biển khác cũng đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Chuyến đi lần này của hải loa bộ lạc đã mất bốn túi lớn muối biển một túi đầy hải châu và vỏ sò quý giá. Số hàng còn lại không đủ để đổi lấy da lông và thịt khô để qua mùa đông, họ đành phải thương lượng với đằng bộ lạc và hổ bộ lạc, xin được ghi nợ. Ba bộ lạc hàng năm đều duy trì mậu dịch ổn định, đặc biệt là đằng bộ lạc và hổ bộ lạc vốn rất giàu có, nên Vân Mạc tin rằng tin tức tốt sẽ nhanh chóng được mang về. Không muối thì không thể sống nổi. Nàng thầm nghĩ, lập tức dò hỏi số lượng muối còn lại. Thủ lãnh hải bộ lạc xoay người hô một tiếng, lập tức một cô bé chừng mười mấy tuổi từ phía sau chạy ra đáp lời. Đó là Hải ưng, một thiếu nữ có làn da đỏ đen rám nắng do năm tháng sống giữa gió biển, trên gương mặt gầy nhưng kiên nghị ấy nổi bật một đôi mắt to tròn, đen lấy như ngọc trai. Hàng mi dài cong vút như hai chiếc quạt nhỏ, mỗi lần chớp đều rất đáng yêu. Hấu trừ đã chia cho các tiểu quốc, đằng bộ lạc, hổ bộ lạc và tinh linh tộc, hiện tại chỉ còn lại hai túi, giọng hải ưng trong trẻo vang lên. Sau một lát do dự, nàng bổ sung thêm nhưng có khả năng cũng sẽ có những người khác đến hỏi mua. Hải ưng thoáng vẻ ngại ngùng, dường như cảm thấy cự tuyệt khách nhân không được hay cho lắm. Nhưng lần này hàng hóa tổn thất quá nặng nề, nếu lại bán hết số muối còn lại cho một người thì những khách hàng khác sẽ không có phần. Thủ lãnh hải bộ lạc không hề phủ nhận, rõ ràng rất đồng tình với cách làm của hải ưng. Những người này thật thiện lương, vân mạc thầm cảm thán. Nàng cúi nhìn túi muối, sau đó ước lượng trọng lượng bằng tay mỗi túi chừng 10 cân muối biển có màu xám trắng nhạt hương vị rất thuần túy mặc dù không tin khiết bằng loại muối đời sau được gia công bằng cơ giới hóa nhưng với tiêu chuẩn hiện tại thì đã là rất tốt năm nay các ngươi còn quay lại không vân mạc mỉm cười hỏi hai người đồng thanh gật đầu chờ khi lá cây chuyển đỏ chúng ta sẽ quay lại nắm được lịch trình nàng an tâm nói vậy lần này ta không cần mua quá nhiều cứ cho ta bấy nhiêu trước nhé nàng chỉ ước chừng 2 phần 3 số lượng trong một túi muối. Hiện tại, điều kiện chứa đựng không được tốt, mua quá nhiều muối cùng lúc dễ dẫn đến ẩm mốc, thậm chí tạp chất bên trong có thể biến chất. Theo tính toán sơ bộ, lượng muối tiêu thụ hàng ngày của một người là khoảng 6 khắc. Với ba người gồm nàng, dì Maya và Holly, mỗi ngày tiêu thụ 18 khắc, tính ra mỗi tháng là 540 khắc, tức khoảng một cân một lượng muối. Một túi muối nặng 10 cân, lấy 2 phần 3 túi là chừng 6 cân 7 lượng, đủ dùng trong nửa năm đây đã là tính dư ra để phòng ngừa trên thực tế rất nhiều nguyên liệu nấu ăn vốn đã chứa thành phần tương tự muối vì vậy lượng muối thực sự cần dùng còn ít hơn hải ưng lập tức bắt tay phân muối động tác của nàng nhanh nhẹn và rất điêu luyện nhìn những viên muối trắng như tuyết lấp lánh trượt qua miệng vải gốm phân mạc thuận miệng hỏi các ngươi vẫn giao dịch với tinh linh tộc sao dù bề ngoài các bộ lạc dường như tách biệt thực tế lại gắn kết với nhau nhờ những cuộc mậu dịch không ngừng điều này nghe thật kỳ diệu hải ưng gật đầu sau khi dùng vài chiếc lá lớn che kín miệng vại nàng áp thêm một chiếc nắp gỗ rồi cẩn thận nhét đầy bùn vào các khe hở phải các tinh linh thích những viên trân châu xinh đẹp cùng vỏ sò và họ cũng cần muối thật ra rừng rậm của tinh linh tộc nằm ngay phía bắc bờ biển sát khu vực sinh sống của nhân ngư tộc nghe nói giống như tinh linh trong rừng Nhân ngư tộc trời sinh đã có khả năng hòa hợp mạnh mẽ với nguyên tố ma pháp nước. Trong lòng biển, họ tựa như chim bay trên trời, di chuyển dễ dàng và linh hoạt, có thể khai thác những tài nguyên nhân loại không bao giờ chạm đến được ở đáy biển sâu. Tuy nhiên, nhân ngư tộc hiếm khi lên bờ hoặc giao lưu với bên ngoài. Họ cũng không giỏi phơi muối và rõ ràng không phải là những thương nhân đủ tiêu chuẩn. Vân Mạc Cực Đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nếu như vậy, việc đội tuần tra tinh linh tập trung quanh khu vực này có lẽ không chỉ đơn thuần nhằm phòng bị nhân loại sau khi ước lượng số lượng muối xong vân mạc như nguyện mua thêm một bao lớn cốt châm Cốt châm được ngâm trong nước nên có màu trong suốt tựa như từng hàng mỹ ngọc bóng bẩy mũi châm rất sắc bén thân châm lại mềm mại dẻo dai quả thật hoàng mỹ thấy vân mạc trạc tuổi mình hãy ưng nhiệt tình giới thiệu cách sử dụng trước tiên phải lấy ra phơi khô như vậy khi dùng mới cứng cáp hơn nếu còn ẩm, châm sẽ mềm và khó xuyên qua. Vân Mạc cẩn thận tức kỹ cút châm, rồi hỏi thêm. Các ngươi còn có đặc sản gì không? Ta muốn mua chút đồ ăn để nếm thử. Hải ưng thoáng kinh ngạc, thành thật đáp. Có một ít, nhưng phần lớn mọi người ở đây không thích, nên chúng ta chỉ mang để tự ăn. Đúng là hải sản vốn có mùi tanh, đặc biệt khi làm khô, càng khó hợp khẩu vị với người sống trong đất liền. Hải ưng hỏi Vân Mạc muốn mua thứ gì, nhưng nàng cũng không biết phải nói thế nào, bởi nàng chưa quen thuộc với các loại thủy sản ở thời không này. Nếu tiện, có thể cho ta xem các ngươi thường ăn gì không? Hải ưng vui vẻ đồng ý, được chứ? Ngươi có thể nếm thử trước, nếu thích, lần sau chúng ta sẽ mang nhiều hơn cho ngươi. Thế là, vân mặt thoải mái bước vào bếp của bộ lạc Hải Loa. Bây giờ chưa tới giờ cơm, nên phía sau không có ai đang nấu nướng nhưng lại có một phụ nữ tầm 40 tuổi đang sắp xếp vật tư. Thấy Vân mặt bước vào, người phụ nữ không hề tỏ ra bài xích, mà nở một nụ cười thân thiện, để lộ hàm răng trắng sáng nổi bật trên làn da rám nắng đỏ hồng. Vân mặt chú ý, những thành viên của hải bộ lạc mà nàng tiếp xúc hôm nay, bất kể là hải ưng hay các phụ nữ trung niên, đều có hàm răng rất khỏe mạnh. Tuy hàm răng không thực sự ngay ngắn, nhưng trạng thái phát triển rất tốt, không có dấu hiệu ố vàng, lệch lạc hay rụng răng sớm. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Gác Truyện Hương Xưa, xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Điều này chứng minh rằng từ nhỏ các thành viên của bộ lạc đã được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và ổn định. Đây là một tộc đàn mạnh mẽ. Sức mạnh của một tộc đàn không chỉ thể hiện qua cá nhân mà còn qua toàn thể, từ việc ổn định nguồn cung hàng hóa, duy trì văn hóa, tổ chức, kỷ luật, cho đến khả năng lãnh đạo vượt trội giao dịch với một đối tượng như vậy khiến vân mạc vô cùng yên tâm bởi lẽ nếu chẳng may có ngày đặt tiền cọc mà họ bất ngờ xảy ra biến loạn không chịu trách nhiệm thì đúng là tai họa hải ưng mở một cốc tấm vải thô ra để lộ bên dưới là đống hàng khô chất cao như một quả đồ nhỏ tấm vải thô che trên hàng hóa trông rất quen mắt giống hệt với chất liệu mà đàn bộ lạc sử dụng rõ ràng cùng nguồn gốc khi nhìn thấy đống hàng hóa vân mạc không khỏi toán ngợt ngay lập tức Thứ đập vào mắt nàng là các bó rong biển khô trông như từng khúc củi, cùng các túi lưới đang thủ công đựng đầy hải tảo, thịt sò, và... côi sò. Bào ngư. Nàng giật mình. Chính xác là bào ngư. Không chỉ có, mà chúng còn lớn đến kinh ngạc. Từng con bào ngư khô có kích cỡ gần bằng bàn tay nàng, thật to lớn, thật hùng vĩ. Nếu những thứ này xuất hiện ở thời hiện đại, Vân Mạc nghĩ chúng chắc chắn sẽ bán với giá trên trời thực tế loại bào ngư hoang dã cỡ này hiếm đến mức gần như không xuất hiện trên thị trường chứ đừng nói đến việc mua được vậy mà giờ đây chúng đang nằm ngủ ngang không chút tôn nghiêm bị chèn ép bởi đống hàng khô khác vân mạc nhìn đám bào ngư ấy không khỏi cảm thấy xót xa thay nàng giấu đi sự phấn kích chỉ nhẹ nhàng hỏi hải ưng cái này là gì vậy nhìn giống như một chiếc đĩa út là một loại vỏ sò à sao lại chỉ có thịt mà không thấy vỏ Hải ưng bật cười, chỉ vào đám bào ngư, rồi giải thích. Chúng ta gọi nó là đơn phiến bẹt ốc. Nó ngây ngốc lắm, dễ bắt, nhưng thường bám chặt vào nham thạch. Phải dùng thạch đao cậy mới lấy xuống được. Hải ưng tiếp tục nói. Thịt của nó nhiều và dày, nhưng không có hương vị gì đặc biệt, cũng rất khó nhai. Nếu nấu không đúng cách thì dai như cao su. Nhưng xác của nó rất đẹp, đủ màu sắc nên các tinh linh rất thích. Đối với hải bộ lạc, bào ngư thực chất chỉ là phụ phẩm sau khi thu hoạch vỏ để giao dịch. Thịt bào ngư tuy khó ăn, nhưng vẫn là thực phẩm bổ sung khi đói. Dù dai và khó nhai, nhưng đói thì ăn gì chẳng được, phải không? Hải ưng vừa cười vừa chọc nhẹ một con bào ngư khô. Vân mạc thầm nghĩ, đây chẳng phải là ngọc bị lẫn trong các bụi sao? Đặc biệt là với bào ngư khô, tuy khó chế biến, nhưng nếu làm đúng cách sẽ thành một món ăn vô cùng đắt giá nàng tỏ vẻ không quá quan tâm, rồi chỉ sang một đống hàng khô khác, hỏi. Còn cái này thì sao? Nhìn như cành cây khô ấy. À, đây là hải hoa. Hải ưng giải thích, bình thường nó không có tác dụng gì nhiều, nhưng khi nấu cùng các món khác, nó sẽ trở nên mềm mại, dai dai, nước canh sẽ trong veo và sánh lại như thạch. Đôi mắt vân mặt lập tức sáng lên. Chẳng phải đây chính là nguyên liệu tương tự thạch rau câu sao? Dùng để làm bánh kem, hạch trái cây hay các món tráng miệng khác thì tuyệt vời quá nàng thầm cảm thán sống dựa vào núi ăn núi sống ven biển ăn hải sản lão tổ tông quả thực nói không sai tuy nhiên suy nghĩ tới việc đất mặn không thể trồng trọt vân mạc lập tức từ bỏ ý định sống ở đây dù sao cũng là lần đầu tiếp xúc nàng không muốn mua quá nhiều nguyên liệu chưa quen thuộc chỉ lựa chọn một ít từ mỗi loại hải ưng rất hào phóng khiến vân mạc có chút ngại ngùng để bày tỏ lòng cảm kích nàng đưa tặng hải ưng mấy viên kẹo mạch nha viên hải ưng đỏ mặt lúng túng nhận lấy cảm thấy chính mình không xứng đáng nhận lại thứ quý giá như vậy hai thiếu nữ đều có chung suy nghĩ mấy thứ nhỏ nhặt thế này làm sao xứng đổi lấy những vật tư quý giá thế kia khi chia tay vân mặt khoác lên người một túi lớn đầy hàng khô nhìn xa xa chẳng khác nào một lão rùa mang theo cả ngôi nhà nàng còn quay đầu nói với hải ưng chờ ta làm thử mấy món này đã nếu ngon lần sau ta sẽ chia sẻ với ngươi hải ưng vô cùng cảm động nhưng vẫn từ chối ngay thôi đi làm sao ta lại ăn được ta ăn mấy thứ này lớn lên chỉ cần nhìn thấy là đã sợ rồi sau khi đổi được bột mì mềm thơm thế kia ai lại muốn ăn những thứ này nữa chứ vân mạc mỉm cười đầy ẩn ý thiếu nữ à ngươi nhất định sẽ hối hận vì câu nói này Hải bộ lạc vừa đến tựa như mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức tranh chợ mậu dịch. Khi ấy, toàn bộ quan cảnh tựa như lập tức trở nên hoàn chỉnh, giống như một trò chơi ghép hình cuối cùng cũng xếp đủ các mảnh. Chợ mậu dịch chính thức khai màn. Gần hai ngàn người chen chúc nhau trong một không gian đầy ồn ào, sôi nổi đến mức khiến không khí nơi đây như ngưng động trong nhịp sống hối hả. Những tiếng cò kè mặt cả vang lên không ngừng, từng làn điệu tranh luận, đôi lúc đến hùng hổ, khiến cho cả khoảng đất trống vốn rộng lớn giờ đây trở nên chật hẹp. Vân mặt chỉ cảm thấy đầu ong ong, cảnh tượng trước mắt giống như đưa nàng trở về ký ức ở chợ bán thức ăn đông đúc ngày xưa, nơi người người tranh nhau từng mớ rau, từng bó hành. Nhưng nơi đây không giống chợ thông thường. Cò kè mặt cả tại chợ mậu dịch không chỉ đơn thuần là thương lượng giá cả, mà là sự thể hiện quyền uy, sức mạnh. Một khi tranh luận nổ ra, rất dễ dẫn đến những xô xát nhỏ. Mỗi khi chuyện này xảy ra, các tuần tra viên sẽ lập tức ra mặt, trước tiên là cảnh cáo, sau đó là khuyên giải đây là một thế giới lấy vũ lực làm trọng không có khái niệm tiên lễ hậu binh ở đây chỉ cần xuất hiện người ta liền chơi theo cách mạnh bạo nhất để lập trật tự vân mạc vô tình quan sát thấy nhóm tuần tra viên cầm đầu là thạch phủ cùng với vài thành viên của hổ bộ lạc họ xuất hiện giống như những người bảo vệ công lý thân hình cường tráng ánh mắt sắc bén những người này toát ra khí thế áp đảo khiến ai nấy đều e dè ngay cả đằng bộ lạc cũng cử người đến hỗ trợ tuần tra tuy không mạnh mẽ bằng hổ bộ lạc, nhưng số lượng cũng tương đối đông. Thì ra là vậy, Vân Mạc thầm nghĩ, mỗi bộ lạc cử nhiều người đến không chỉ vì giao dịch, mà còn vì trách nhiệm giám sát và bảo đảm trật tự nơi đây. Thạch phủ đúng là trung tâm chú ý. Chỉ cần nàng sách theo chiếc điều lớn trên vai, lạnh lùng bước vào khu vực có tranh chấp, mọi chuyện liền lập tức dừng lại. Các ngươi muốn đánh nhau sao? Thạch phủ thẳng thừng hỏi, không chút vòng vo sự xuất hiện của nàng khiến hai bên đang tranh cãi lập tức lật mặt chuyển sang thân thiện bất ngờ không không chỉ là đùa giỡn thôi hạch phủ bày ra vẻ thất vọng thật không đánh sao người kia vội vàng xua tay không cần không cần một lần hạch phủ cố tình quay đầu nhìn lại ánh mắt đầy nghi hoặc người kia lập tức giơ tay tỏ ý thề thốt không đánh thật sự không đánh hạch phủ lắc đầu bỏ đi với vẻ mặt tiếc nuối giữa lúc đó một tiếng ồn ào vang lên từ phía xa vân mạc nhìn theo hướng tiếng động chỉ thấy trong đám đông xuất hiện ba bóng người mang áo choàng xám bạc áo choàng ấy quá nổi bật chất liệu tinh tế mềm mại từng bước chân nhẹ nhàng của họ khiến lớp vải uốn lượn như sóng nước dưới ánh nắng những hoa văn ẩn hiện trên bề mặt càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn đặc biệt những sợi tóc lục nhạt thoáng lộ ra từ mù áo khiến người ta không thể rời mắt tinh linh sự xuất hiện của họ giống như dọc nước làm tràn ly khiến cả chợ náo nhiệt càng thêm hỗn loạn nhiều người nhân loại nhìn họ với ánh mắt say mê gần như ngây dại nhưng cũng không ít người quay lưng đi gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu như thể tránh né một thứ ôn dịch ba tinh linh bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt vân mạc khi nhìn rõ khuôn mặt của một trong ba người vân mạc kinh ngạc đến mức buộc miệng gọi lớn tử diệp đây chẳng phải là cái tinh linh từng mang nguyên liệu nấu ăn đến nhưng lại ném chân quý bò của ta xuống nước hay sao vân mạc từng cùng hai tinh linh thân mật chung sống tự nhận mình đối với vẻ đẹp của tinh linh đã có khả năng miễn dịch mạnh mẽ đủ để khiến người khác kinh ngạc nhưng giờ đây cách biệt bao ngày lại một lần nữa đứng trước sự rực rỡ chói lọi của các tinh linh nàng vẫn cảm thấy khó có thể chống đỡ quá lấp lánh dưới ánh mặt trời ba tinh linh như ba viên châu báu biết thở rực rỡ đến mức làm người ta hoa mắt Tử Diệp vừa nhìn thấy Vân Mạc, ánh mắt sáng lên, khóe miệng nhếch lên, để lộ hai chiếc răng nanh quen thuộc. Ăn ngon. Câu chào này, cùng với dáng vẻ tươi cười ấy, khiến Vân Mạc không khỏi bật cười. Chậu cơm nhi. Cuộc hội ngộ với bạn của quả thật khiến người ta vui sướng, nhưng cảm giác ấy lại bị sự chạy thiên của câu chuyện làm mờ đi. Hai tinh linh còn lại, một nam một nữ, cũng lập tức sáng mắt khi nhìn thấy Vân Mạc. Vân Mạc nhìn thái độ của họ, không khỏi nghi ngờ rằng trong lần tử dịp chiên thăng thịt trước kia hai vị này có lẽ cũng nằm trong danh sách ăn ké hai bên chào hỏi nhau để biểu hiện sự thân thiện vân mạc tiện tay dùng dục sinh ma pháp tạo ra một đóa tiểu hoa quan giống như lần trước khi nàng gặp ngân tinh kỹ thuật dục sinh hiện tại của vân mạc đã tiến bộ vượt bậc nhờ quá trình xây dựng thủ ốc giờ đây nàng có thể thực hiện ma pháp một cách hoàn mỹ giọng nói tinh linh ngữ lưu loát lễ nghi chuẩn mực thân phận một hệ ma pháp sư lại là bạn cũ của một thành viên trong đội, tất cả chồng lên nhau như các bút tích cực, khiến nét mặt của các tinh linh đều trở nên nhu hòa. Nhân cơ hội, Vân Mạc liền hỏi, tử diệp, các ngươi tới đây làm gì? Tử diệp nhìn nàng một lát, ánh mắt không ngừng lướt qua chiếc túi lưới to đùng trên lưng. Từ xa nhìn lại, Vân Mạc trông không khác gì một chú rùa khổng lồ đang đội cả ngôi nhà trên lưng. Dẫu vậy, tử diệp không giấu giếm, chém đinh chặt rách trả lời. Muốn phòng ngừa nhân loại tụ tập làm chuyện xấu, một nữ tinh linh bên cạnh bổ sung thêm, không chỉ cảnh giới, chúng ta còn có nhiệm vụ giao dịch. Lời giải thích của họ khiến Vân Mạc hiểu rõ hơn tình hình. Thực tế, các tộc không hoàn toàn các đức liên lạc. Dù luôn đề phòng lẫn nhau, nhưng cũng không thiếu những lần mậu dịch qua lại. Nhiệm vụ lần này của tinh linh tiểu đội ngoài việc giám sát nhân loại, còn bao gồm thực hiện một số giao dịch đã định từ trước. Các tinh linh vốn yêu thích sự mỹ lệ, từ những viên trân châu sáng bóng đến vỏ sò lấp lánh ánh bạc tất cả đều trở thành món đồ trang sức quý giá thường được họ dùng để tô điểm cho tóc và cổ nhưng khổ nổi các tinh linh lại không biết bơi tốt mà những món đồ đẹp nhất lại chỉ sinh trưởng ở vùng biển sâu may mắn thay nhân loại cần dược liệu từ rừng hạo hãn cứ chỉ có các tinh linh mới dễ dàng thu thập vì vậy hai bên dần hình thành một mối quan hệ trao đổi theo nhu cầu nghe xong vân mạc nheo mắt nhìn ba tinh linh trước mặt thật là hảo gia hỏa nàng thầm nghĩ nhân loại thì đang vật lộn với cái ăn cái mặt còn các ngươi đã bắt đầu trầm mê vào việc săn lùng hàng xa xỉ khi nhắc đến mậu dịch tử diệp bỗng lộ ra vẻ không vui giao dịch lần này xảy ra vấn đề hàng hóa dự định giao cho tinh linh tộc bị tổn thất trên đường trong đó có cả những món như trân châu và vỏ sò mà chúng ta đang cần tử diệp nói ánh mắt lấp lóe một chút bất mãn nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại thật là tiếc vân mạc gật gù nhưng lần sau nhớ kỹ đừng để trân châu của các ngươi xuống nước như lần trước nữa là được ba tinh linh tụ tập thực sự quá gây chú ý vân mạc cơ hồ có thể cảm nhận được vô số ánh mắt như lửa nóng xung quanh dù không nhắm thẳng vào nàng cũng khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên muốn hay không đến nhà ta nghỉ ngơi nàng hỏi nụ cười nhẹ nở trên môi sáng nay thủ ốc vừa làm xong nàng rốt cuộc cũng có biệt thự của riêng mình cảm giác vừa tự hào vừa mong muốn được chia sẻ. Các tinh linh không chút do dự đáp ứng lời mời, bóng dáng rời đi của họ thậm chí còn lộ ra vài phần gấp gáp, như thể không thể chờ thêm một giây nào. Không trách được, vài nghìn người chưa từng tắm rửa tụ tập trong một khu vực, không khí đúng là xú đến ngạt thở. Với cứu giác phát triển đặc biệt của các tinh linh, nơi đây quả thực giống như địa ngục trần gian. Vân Mạc dẫn họ về thủ ốc. Thủ ốc không cao như trong tưởng tượng, Vị trí của nó tương đối thấp so với các công trình của tinh linh, nhưng lại đủ rộng rãi. Để đạt được không gian thoải mái, Vân Mạc đã cùng thương nghị với hôi Sam Tony và giúp nó cắt cái đầu. Tony không có bất kỳ ý kiến phản đối, ngược lại còn rất cao hứng. Bởi vì cắt bỏ phần nhánh dư thừa, nó có thể tập trung chất dinh dưỡng cho thân cây, vương mình cao hơn và hấp thu không khí trong lành từ nơi cao. Kết quả, Tony từ một cây cổ thụ rắn rõi giờ đây trông càng cùng giả hơn, một tạo hình phóng túng không kiềm chế được. Ba tinh linh nhìn thấy, đôi mắt lập tức rố ra. Này, tính là phong cách gì vậy? Tử Diệp ngập ngừng. Thật là xấu. Khi về đến nhà, Holly đã đứng đợi sẵn. Nhìn thấy ba gương mặt mỹ lệ trước mắt, Holly gần như hít thở không thông, ngẩng người đến độ suýt làm rơi chiếc vá trên tay. Đây là tinh linh trong truyền thuyết sao? Hay là lão sư của tiểu thư? Holly, đây là tinh linh. Tinh linh, đây là hô ly. Vân Mạc vừa giới thiệu vừa lấy ra bốn con đại bào ngư, chuẩn bị phao mềm. Bào ngư lớn thế này cần phải phao ít nhất hai ngày. Nàng nói, không quên nhấn mạnh, chờ trước khi các ngươi rời đi, nhất định có thể ăn một bữa ngon. Cảm ơn, nhưng chúng ta không bị mù. Tử Diệp, dẫn đầu ba tinh linh, hơi hơi gật đầu với Holy, coi như phép lịch sự. Nhìn thấy cử chỉ đó, Holy lập tức hoàng hồn, cảm thấy như được ban phước vội vàng đáp lễ với vẻ mặt thụ sủng như kinh qua wow, thật sự là tinh linh nàng lẩm bẩm tống Holy ly trời sinh thần kinh thô vừa hết kiếp sợ nàng liền hăm hở chạy đến giúp vân mạc dọn dẹp không quên báo cáo với chủ nhân tiểu thư ngài nói cái gì lên men ta vẫn luôn theo dõi đó vân mạc nghe đến đây lập tức cổ tráng a à, ta suýt chút nữa đã quên mất trong khoảng thời gian này các nàng vẫn luôn ăn bánh mì đến mức phát ngán vân mặt liền nghĩ làm thêm chút món mới để điều hòa ăn uống mùa xuân đã tới phải ăn chút đồ xuân bao bụng no ấm nhưng bột mì mang từ vương thành về lại có phẩm chất giống nhau nhiều tạp chất khiến bánh mì nướng ra không được mềm mại thậm chí đôi khi còn lẫn những mảng cứng nữa trong suốt nhai không nổi đặc biệt là bánh mì đen rẻ tiền lạnh đi một chút liền trở nên thô ráp như đá có thể dùng làm hung khí chứ chẳng chơi may thay từ đằng bộ lạc đổi được ít tinh bột mì. Không chỉ được đải vỏ bên ngoài, mà hạt bên trong cũng rất tinh tế. Nhìn thấy số bột mì ấy, trong đầu vân mạc ngay lập tức xuất hiện cả chuỗi thực đơn hấp dẫn. Đầu xuân còn hơi lạnh, không có men dẫn, cái gì cũng phải tự làm từ đầu. Ngày hôm qua, vân mạc thử đun nóng lên men vài lần, cuối cùng được một cục bột dẫn hoàn chỉnh. Sáng sớm hôm nay, nàng cùng cục bột để cạnh lửa trại, dặn dò Holly chú ý trông coi. Ly mang chậu gốm đến, vân mặt mở ra kiểm tra, quả nhiên bột đã phồng cao. Nàng rửa tay sạch sẽ, kéo một miếng bột, phát hiện bên trong đã hình thành những tổ ong hoàng mỹ. Holly kinh ngạc không thôi, hỏi. Tiểu thư, đây cũng là loại ma pháp thâm ảo sao? Nhìn thấy bột từ nhỏ xíu nở to gấp đôi như thế, đúng là một kỳ tích, khác xa bánh mì ngày thường. Không phải ma pháp đâu, vân mặt cười, chỉ vào những lỗ khí trong bột, chỉ là có rất nhiều không khí bị giữ lại bên trong, nên nhìn qua có vẻ lớn hơn. Thật ra vẫn là số lượng như cũ, chỉ có điều vị sẽ ngon hơn thôi. Holly nghe xong có chút thất vọng. Với những người quen sống khổ nhọc, thường xuyên đói bụng mà nói, vị ngon xa xỉ chẳng thể nào quan trọng bằng việc no bụng. Nhưng với vân mạc, ý tưởng lại hoàn toàn khác. Chỉ cần có bột mì tinh, đường, bơ và sữa bò, ta có thể làm được rất nhiều món ngọt cao cấp nàng âm thầm lập kế hoạch, tương lai lãnh địa của ta nhất định sẽ nổi tiếng nhờ đồ ngọt, không chỉ tránh được việc cạnh tranh thị trường giao dịch hiện có, mà còn có thể kiếm lời lớn với chi phí thấp nhất. Nhưng nàng hiểu rõ, nếu muốn thực hiện kế hoạch này, ba người họ là không đủ, cần có nhân lực bổ sung. Đúng lúc đó, tử diệp dẫn đầu tam tinh linh xuất hiện. Họ tò mò nhìn cục bột, khẽ hít một hơi. Hương vị không tồi. Tử diệp bình luận ngắn gọn, đôi mắt ánh lên vẻ hiếu kỳ hô ly ngẩng đầu nhìn thấy ba gương mặt mỹ lệ gần như phát sáng lập tức cảm thấy như bị điện giật đầu óc hoàn toàn trống rỗng thiên nộp thiên nộp ngươi thật biết chọn bạn đồng hành vân mặt nhìn tử diệp một cái biết đoán sửa lời chọn được người rất tốt thủ ốc vừa mới hoàn thành bên trong chẳng có thứ gì nhìn qua thật trống trải tử diệp không nói gì nhưng ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ ngay sau đó tinh linh bắt đầu động tay khi Vân Mạc vừa quay đi, trong phòng đã xuất hiện một bàn dây đàn hình cung tuyệt đẹp. Bên cạnh đó còn có năm chiếc ghế đồng bộ với phong cách tinh xảo, đang xen dây leo xanh mướt. Lúc ánh mắt Vân Mạc giao với tử diệp, dây đàn cuối cùng trong tay nàng ta đang kết thành phần tự lưng của một chiếc ghế. Lưng ghế là hoa văn tinh nguyệt luân phiên được chạm rỗng. Bắt bẻ là phẩm chất rất cao, Vân Mạc cười, lời nói đầy ý tứ, khiến tử diệp không khỏi cảm thấy lông tóc dựng đứng cái này còn tốt hơn bánh mì rất nhiều. dạ dày phương bắc của vân mạc luôn cần mì phở, không ăn một bữa liền cảm thấy thiếu thốn. vừa hay sáng nay thạch phủ đã mang đến một ít thịt mới mẻ, giúp nàng không phải tự chuẩn bị. vân mạc lên kế hoạch làm bánh bao chân rau dại và thịt. rau dại đã rửa sạch, luộc sơ rồi thái nhuyễn, trộn với thịt thành nhân. đến giờ cơm, vân mạc lập tức điều động ba tinh linh tham gia nhặt củi, nhóm lửa, múc nước, băm thịt chỉ riêng việc trụng rau dại, Vân Mạc tự tay làm, còn lại nàng phân công tất cả. Nhẹ tay chút, nước bắn ra hết rồi, ngươi làm được không? Cắt thịt thế này không đúng, phải cắt đứt sợi cơ, nếu không quấy lên sẽ không đều, còn ảnh hưởng cả hương vị. Cục bột còn cần phải nhào thêm, làm sao để mặt ngoài bóng loáng hơn? Nhiều bóng loáng. Vân Mạc nhướng mày, giơ tay ví dụ, ngươi có từng thấy mặt sông đóng băng vào mùa đông chưa? Phải giống như vậy, không, không đủ đâu, bằng hữu của ta, nàng nhìn tử diệp đầy nghiêm túc, lại tiếp tục nhào, thêm chừng một trăm lần nữa. Tử diệp đứng gượng lại, chớp mắt vài cái, đột nhiên cảm thấy mọi thứ trở nên hợp lý một cách kỳ lạ. Đúng rồi, chính là cảm giác này. Hai tinh linh đồng hành bên cạnh nhìn nhau. Một cảm giác gì đó rất kỳ quái. Niết nếp cấp một kỹ thuật đòi hỏi khéo léo và sự nhạy cảm với từng thớ bột. Tam tinh tập đoàn đứng đó, mắt mở to không chớp, nhìn Vân Mạc như đang múa với những đầu ngón tay. Mười đầu ngón tay của nàng bay lượn như cánh bướm giữa những bông hoa, nhanh nhẹn, điêu luyện. Trong chớp mắt, từ những thớ bột đã hiện ra một chiếc bánh bao xinh xắn, tựa như một đóa hoa mới nở. Tử Diệp ngây người. Này, nhân loại này không dùng bất kỳ dụng cụ đo đạc nào, thế nhưng kích cỡ từng chiếc bánh bao lại đều tâm tắc. Nàng rốt cuộc đã làm thế nào? Trong khi đó, dụng cụ bếp nút mà Vân Mạc có thể dùng vô cùng sơ sài. Cái vị hấp chẳng qua chỉ là mấy thanh dây leo một bệnh thành, hương cỏ cây đặc trưng hòa quyện trong hơi nước. Thời gian chậm rãi trôi qua, mùi thơm từ vị hấp dần trở nên nồng đậm, lan tỏa khắp căn phòng. Ba tinh linh lần lượt đứng ngồi không yên, ánh mắt thỉnh thoảng lại lén lút giỏi về phía vị hấp, tràn đầy mong đợi. Cuối cùng, giọng nói vang dội của Vân Mạc phá tan sự chờ đợi. Hào! Nàng đứng bên cạnh nồi hấp, một tay chống eo, tay còn lại làm động tác như đang đuổi gà. Mau tránh ra. Ai không cẩn thận thì đừng trách ta không nhắc trước. Holly cùng ba tinh linh chớp mắt nhìn nhau, ngoan ngoãn lui về phía sau vài bước. Dù chẳng hiểu rõ, nhưng trực giác mách bảo họ rằng giờ phút này, tốt nhất nên nghe theo. Nắp nồi được mở ra. Hơi nước cuồn cuộn tỏa ra như những đám mây bốc hơi, nhanh chóng lan tỏa khắp căn bếp. Bên trong, bị hấp lộ ra thành phẩm vân mặt ngẩng đầu tránh hơi nước ánh mắt chăm chú nhìn những chiếc bánh bao nàng thỏa mãn gật đầu cúi xuống ngửi một hơi thật sâu cảm nhận trọn vẹn mùi hương thơm quá thật sự thơm quá những chiếc bánh bao bóng loáng bề mặt láng miệng như những cây nấm lớn mọc sau cơn mưa rừng lớp vỏ bánh có màu và nhạt tự nhiên từ bột mì nguyên thủy mềm mại mà lại dẻo dai ấn nhẹ vào liền đàn hồi tức thì không để lại bất kỳ dấu vết nào nhân bên trong làm từ thịt bò vừa béo vừa ngậy kết hợp với rau dại cắt nhuyễn, tạo thành một sự hòa quyện hoàn hảo. Dầu thịt đã thấm đẫm lớp vỏ bánh, tạo nên một màu nửa trong suốt ống ánh. Đây là lần thử nghiệm đầu tiên, và kết quả thì tuyệt đối hoàn hảo. Các tinh linh rốt cuộc cũng không nhịn nổi, mặt mày xoắn xuýt, ngựa ngùng tiến về phía trước. Hai vị mới gặp mặt lần đầu còn giữ lại chút lễ nghi, đứng cách nồi hấp hai bước, cố gắng duy trì dáng vẻ thanh cao. Cầm hơi nhấc lên, nhưng ánh mắt lại không ngừng giỏi về phía nồi hấp, lén lít nhìn những chiếc bánh bao đầy mê hoặc. Tử Diệp, ngược lại, tự tại hơn rất nhiều. Hắn cứ thế đứng thẳng, đôi mắt không chút che giấu nhìn trầm trầm vân mạc. Khuôn mặt xinh đẹp như tạc bổng hiện lên ba chữ to rõ ràng. Như thế nào ăn? Ý tứ không cần nói cũng hiểu, ta đã trả giá lao động, lý nào không được hưởng thụ mỹ vị. Chờ hơi nóng từ nồi hấp dịu bớt, vân mạc không chút khách khí, trực tiếp vương tay đã được rửa sạch, chọn lấy một chiếc bánh bao tròn trịa, đầy đặn. Nàng khéo léo lật chuyển vài vòng trong tay, sau đó xé một lỗ hổng nhỏ để thoát hơi, má phồng lên, ít sâu vài hơi thổi bớt nhiệt khí. Chiếc bánh bao, bên ngoài là lớp vỏ miệng màng, bên trong nhân thịt bò rắn chắc kết hợp với rau dại xanh mướt, sắc thái tươi tắn mà quyến rũ. Lớp nhân béo ngậy lấp lánh ánh dầu, kết cấu vững vàng, như một quả trứng thịt hoàng mỹ. Muốn ăn bánh bao lớn thì phải dùng tay, không thì chán chết, vân mặt tuyên bố, rồi không chần chừ cắn một miếng lớn hơi nóng bốc lên, thịt nước tươi ngon bắn tràn đầy khoang miệng. Vân mặt vội vàng há miệng hít hơi, nhiệt khí lan tỏa khắp đầu lưỡi khiến nàng vừa suýt xoa vừa không ngừng gật đầu. Hô hô! Quá ngon! Vị ngọt tự nhiên từ thịt bò cùng mùi thơm của rau dại quyện lại, từng chút từng chút tan chảy trong miệng. Vân mạc gần như cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn khóc. Một tháng rồi, cuối cùng cũng được ăn một bữa đàng hoàng. Tử Diệp và hai đồng bạn tinh linh lặng lẽ hít sâu, hương thơm ngào ngạt kích thích từng giác quan của họ. Trên khuôn mặt ba người đồng thời hiện lên vẻ ngây ngất. a à, thơm quá. Ở phía bên kia, một nồi canh xương bò đậm đà cũng vừa kịp hầm xong. Nước canh trong veo, lớp ván dầu mỏng, nhưng đủ tinh túy từ gân thịt và tủy xương. Từng giọt cốt tủy béo ngậy tan chảy trong nước canh, độ dày vừa đủ, hương vị ấm áp lan tỏa. Khi ánh mắt của tam tinh tập đoàn rơi xuống chiếc xương đùi khổng lồ còn sót lại trong nồi, tất cả đều bất giác quát lên vài phần kính trọng với Vân Mạc. Tên nhân loại này rõ ràng rất yếu ớt, không am hiểu võ kỹ, ma pháp cũng chỉ mới nhập môn. Thế nhưng, cách nàng xử lý xương thịt lại như thần. Giao pháp vừa thành thục vừa lưu loát, không lãng phí một chút nào, chính xác đến mức khiến người kinh hãi. Ngay cả những chiến trường đồ tể từng trải qua trăm trận chiến cũng chưa chắc đạt được trình độ này. Tuy nhiên, Vân Mạc hoàn toàn không để ý tới sự biến đổi trong ánh mắt các đồng bạn, nàng chỉ tập trung vào chiếc xương đùi khổng lồ với lớp tủy bên trong, kẻ mặt như phát cuồng vì thèm khát. Xương đùi đại giác bò to lớn, tủy xương đầy đặn đến mức mỗi lần hút đều là một miệng tràn đầy. Quá ngon! Quá tuyệt! Vân mặt hạnh phúc đến độ đôi mắt long lanh, tay vẫn không ngừng chập hút, khuấy nước, rồi thưởng thức từng giọt cốt tủy tinh hoa. Thái bình thịnh thế như hiện tại, cốt tủy đại giác bò này quả thực là báu vật. Tủy có chút dầu mỡ, nhưng đối với một thiếu nữ vẫn đang trong giai đoạn sinh trưởng như vân mạc, lại là bổ dưỡng vừa vặn. Nàng ăn đến miệng bóng nhảy, phản phất có thể nghe thấy từng tế bào trong cơ thể hoang hô vì hấp thụ dinh dưỡng. Câu nói choai choai tiểu tử, ăn nghèo lão tử của người xưa quả không sai chút nào. Miếng đầu tiên vừa mới xuống bụng, dường như đã tiêu hóa ngay lập tức, sẵn sàng đón nhận miếng tiếp theo. Hương thơm nước mũi từ nồi canh tỏa ra, tràn ngập khắp không gian chợ. Đang đúng giờ cơm trưa, rất nhiều người bản năng ngẩng đầu lên hít hít mũi để bắt lấy mùi thơm trong mắt họ tràn ngập thắc mắc và khao khát đây là cái gì vậy mùi thơm này có chút quen thuộc nhưng khi ngửi kỹ lại mang một nét lạ lẫm mê hoặc không thể tả đây không phải là thứ hương vị mà cách nấu nướng thông thường có thể tạo ra ban đầu chỉ có vân mạc và hô ly hai người thịt mà thạch phủ mang đến vốn đủ để ăn cả ngày nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện thêm ba cái miệng lớn và chỉ một bữa cơm đã gần như quét sạch vân mặt nhìn đống thịt dần cạn vẻ mặt lập tức chuyển sang ghét bỏ tử diệp không chịu được ánh mắt đó tại chỗ nổi giận chỉ là mấy cân thịt thôi mà hảo keo kiệt ta trước đây còn cho ngươi nửa con bò ăn còn không hết nhưng tử diệp nhanh chóng phát hiện một điều khác thường ngươi tự hồ đi lại rất gần với nhân loại hắn nhíu mày ánh mắt sắc bén. Nhân loại âm hiểm tà ác, lòng tham không đáy. Vân mặt liếc mắt nhìn hắn, trong lòng âm thầm mỉa mai. Có thể hay không, ta cũng là nhân loại. Người này chẳng phải chỉ vào hòa thượng mà mắng con lừa trọc sao? Tử dịp hừ lạnh, trầm hơi nâng lên, tiếp tục trổ tài hùng biện. Giọng điệu ưu nhã, mượt mà, như một màn diễn thuyết hoàn hảo, nhưng nội dung lại tràn ngập các cụm từ ác độc nhất để hình dung về nhân loại. Holy hoàn toàn không hiểu tinh linh ngữ, chỉ cảm thán qua thanh âm thật dễ nghe quả nhiên là tinh linh ngay cả giọng nói cũng tuyệt vời ngược lại nữ tinh linh đồng hành chú ý đến sắc mặt ngày càng khó coi của vân mạc cùng nắm tay đã hơi rung lên vì giận dữ nàng nhẹ nhàng đụng vào tử diệp ám chỉ ngươi có thể bớt nói chút không tử diệp tạm dừng đổi giọng cố làm ra vẻ khoan dung ngươi là một hệ ma pháp sư một hệ ma pháp sư có thể tính là nhân loại sao? Tất nhiên là không thể. Vân Mạc chỉ cười lạnh, ánh mắt đầy châm chọc. Ha hả? Cảm ơn ngươi ha. Nàng thẳng thừng cắt ngang bài diễn thuyết của tử diệp, không cho hắn cơ hội nói thêm. Các ngươi làm thêm việc đi. Nàng phất tay, chỉ huy tam tinh tập đoàn tiếp tục công việc xây dựng. Thủ ốc này quá nhỏ, Vân Mạc chỉ vào căn nhà, nghiêm túc nói vừa rồi hai nhân loại, ba tinh linh ngồi chung quanh bàn ăn, cả phòng liền trở nên ngột ngạt. Quá chật chội. Mở rộng ra ngay lập tức. Ba con tinh linh đành ngoan ngoãn nghe lời, dù trong lòng vẫn còn ngủ ngang tâm sự. Tử Diệp vẫn chưa nguôi giận, nhưng cuối cùng cũng phải nhịn xuống, cùng hai đồng bạn bắt tay vào công việc. Dây đàn nhanh chóng uống lượng, tạo thành từng vòng cung mượt mà, chỗ này là phòng ăn, chỗ kia là phòng nghỉ, không gian lập tức mở rộng gấp đôi. Vân Mạc vừa chỉ huy vừa âm thầm cảm thán, tinh linh quả nhiên là công nhân hoàn hảo, vừa thẩm mỹ vừa hiệu quả. Holly ở bên cạnh vẫn còn ngây ngất với màn vừa rồi. Nhìn Vân Mạc chỉ tay năm ngón, nàng càng thêm kính nể, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiểu thư thật uy nghiêm, ngay cả tinh linh cũng phải nghe lời. Trong khi đó, Vân Mạc nhanh chóng chuyển sang công việc tiếp theo. Nàng nhìn qua đống vật liệu còn lại, nói với tử diệp. Bên ngoài hãy thêm một hành lang bao quanh, có mái che. Khi mưa, chúng ta có thể đứng ngoài mà không bị ướt. Tử Diệp liếc nàng, vẻ mặt bất mãn. Ngươi thật sự coi chúng ta là thợ xây sao? Vân Mạc không hề nao núng, nở một nụ cười mang theo vài phần khiêu khích. Không làm được sao? Ngươi không phải tự xưng là tinh linh ưu tú nhất sao? Lời này khiến Tử Diệp nghẹn họng. Làm thì làm. Hắn gầm nhẹ, sau đó ra hiệu cho đồng bạn tiếp tục trong thời gian ngắn một hành lang bao quanh với mái che bằng dây đằng đã hoàn thiện ánh sáng len qua từng khe lá tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên nền đất vừa thực dụng lại vừa đẹp mắt tốt lắm vân mạc hài lòng gật đầu bây giờ thì vào ăn tiếp đi ta không muốn nghe ai than tiền về cái bụng trống nữa ba tinh linh vốn đã nhịn đói từ nãy nghe vậy lập tức quay lại bàn ăn hô ly vội vàng dọn thêm canh xương bưng bánh bao nóng hổi lên bàn vẻ mặt rạng rỡ. Mời dùng bữa. Không khí ngay lập tức náo nhiệt hẳn lên. Hương thơm ngào ngạt từ nồi canh, vị ngọt béo của tủy xương và cảm giác ấm áp lan tỏa khắp thủ ốc. Tử Diệp nhấp một mụn canh, sắc mặt lập tức dịu lại, ánh mắt lóe lên chút ngạc nhiên. Hương vị này. Vân mạc nhướng mày. Thế nào? Không phải rất xứng đáng với công sức của các ngươi sao? Tử Diệp trầm mặt vài giây, sau đó miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, tạm chấp nhận. Đồng bạn của hắn lại không khách sáo như vậy, ăn đến nỗi quên cả hình tượng, không ngừng khen ngợi. Thật ngon. Thật sự rất ngon. Vân Mạc âm thầm nở nụ cười. Lấy dạ dày thu phục lòng người quả nhiên là chân lý. Nếu về sau thêm vào vài món gia cụ, không biết còn chỗ nào để ngồi nữa đây. Vân Mạc liền chỉ huy các tinh linh mở một lối thông ở một mặt tường, phép ra ngoài thêm khoảng 10 bình phương khu vực này được nàng ngăn cách thành hai phần, một phòng tắm và một phòng tạp vật. Thời tiết dần dần sẽ nóng lên, chẳng lẽ không cần một nơi để tắm rửa sao? Tuy nhiên, việc sử dụng nước trên cây lại là một vấn đề phiền toái. Vân mặt tính toán dành chút thời gian đi tìm thêm một ít dây đàn dạng ống rỗng 12 lăng, mang về làm hệ thống dẫn nước. Nàng dự định sẽ chôn vài ống dẫn từ sông về phía thủ ốc, bên dưới xây một hồ chứa nước. Sau đó làm thêm một chiếc xe nhỏ để chở nước dẫn nước trực tiếp lên thủ ốc. Như vậy, các nàng sẽ không cần phải vất vả leo lên leo xuống chỉ để xách từng thùng nước nữa. Hai vị khách quý đến nhà cũng không chịu nhàn rỗi. Dạo một vòng trong phòng, các tinh linh nhanh chóng tạo ra những món gia cụ còn thiếu, thậm chí đổi cửa sổ thành kiểu dáng hình cung mỹ quan hơn, vì ngoài còn có thêm một lớp chống thấm nước. Có một điều phải thừa nhận, các tinh linh làm việc này vô cùng chuyên nghiệp, vừa nhanh vừa tốt. Những chỗ ghép nối giữa các dây đàn hoàn toàn miệng màng, đường may khớp đến độ không hề lộ ra chút sơ sót nào phòng thô sơ ban đầu phút chốc biến thành một gia nhà bền đẹp tinh tế như vừa trải qua bàn tay một nghệ nhân lão luyện vân mạc rất hài lòng trong khi quan sát nàng còn cẩn thận ghi nhớ và nghiền ngẫm từng chi tiết ma pháp mà các tinh linh sử dụng không thể không thừa nhận các trường rậm tinh linh vận dụng một hệ ma pháp thật sự khiến người khác kinh ngạc đó là sự tự nhiên như cá bơi dưới nước như chim chóc bay lượn giữa bầu trời hô hấp tự do và thoải mái dù ngoài miệng luôn không buông tha người tử dịp thực tế lại rất hào phóng thấy vân mạc có lòng học hỏi hắn cố ý thi pháp chậm hơn để nàng có thể quan sát tường tận đến giai đoạn sau vân mạc thậm chí đã có thể tự chế tạo ra một khung cửa sổ mang phong cách tinh linh suy xét về lâu dài nếu các mối giao dịch trở nên thường xuyên hơn có lẽ nàng nên làm thêm một căn thủ ốc riêng biệt để chuyên dùng tiếp đón khách bằng không ngay cả một chút riêng tư cũng chẳng thể có được không lâu trước đây căn thủ ốc còn trống rỗng, giờ đây đã được lấp đầy với bàn ghế, giá sách, một chiếc giường lớn tinh xảo và cả một chiếc tủ đầu giường. Vân Mạc chỉ cần sách giỏ vào là có thể chính thức chuyển đến ở. Khi nàng đang sắp xếp hành lý vào tủ đầu giường, một nữ tinh linh trong đoàn bỗng nhiên cảm nhận được luồng dao động ma pháp đặc biệt. Nàng ta tức tiếng đầy ngạc nhiên. Ồ, ma pháp nguyên thạch. Lúc này, Vân Mạc mới nhớ đến cục đá xanh lục nàng nhặt được trong hốc cây trước đây vội vàng lấy ra nàng dơ lên cho mọi người xem tử diệp nhìn cục đá thử nghe răng rồi chậm rãi nói với vẻ ít thấy hiếm khi gặp được nhân loại có vận khí tốt như vậy vân mặt liếc hắn một cái đầy chế giảo không phải ngươi nói một hệ ma pháp sư không tính là nhân loại sao tử diệp lập tức quay mặt đi giả bộ không nghe thấy ma pháp nguyên thạch theo giải thích là một loại khoáng thạch thiên nhiên vô cùng hiếm gặp hiểu đơn giản đó là kết quả của ma pháp nguyên tố trong tự nhiên cô đặt thành thể lỏng, sau đó đóng băng và kết tinh lại theo thời gian. Các ma pháp nguyên thạch này vốn dĩ chỉ có thể hình thành ở những nơi có mật độ ma pháp nguyên tố rất nồng đậm, như rừng hạo hãn, nhưng phải tới gần khu vực sâu thẳm gần dãy hắc sơn vô tận mới có thể tìm thấy. Hơn nữa, năng lượng trong nguyên thạch cần được tiếp hoạt mới có thể thức tỉnh, nếu không có tác động từ bên ngoài hoặc tình cờ gặp đúng điều kiện, rất khó phát hiện ra sự tồn tại của chúng vậy mà vân mạc lại tìm thấy một khối nguyên thạch lớn như vậy ngay bên ngoài rừng rậm tự nó còn chủ động lộ diện vận may như thế quả thật khiến người ta kinh ngạc một tinh linh cảm ứng đầu tiên thốt lên với vẻ thổn thức từ khi rừng rậm bị tàn phá đây là lần đầu tiên phát hiện một khối ma pháp nguyên thạch vân mạc liền thuận thế hỏi đúng rồi ta từng phát hiện trong rừng rậm một số cây tuổi còn rất trẻ trước đây nơi này đã xảy ra chuyện gì sao Mặc dù dì Maya từng kể sơ qua lịch sử nơi đây, nhưng những gì nàng nghe được đều từ góc nhìn của giới quý tộc nhân loại, hơn nữa lại không đầy đủ. Vân Mạc cần thêm góc nhìn khác, nhiều quan điểm hơn, để ghép lại toàn bộ sự thật. Dưới sự truy vấn của nàng, tử diệp dùng một giọng điệu bình thản đến lạnh lẽo kể lại một đoạn lịch sử lâu đời nhưng đầy máu tanh. Khoảng 100 năm trước, rừng hạo hãn từng cường thịnh gấp đôi hiện tại, với hàng loạt cây cự một đạt tới ba, thậm chí bốn con số tuổi thọ những loài cây giờ đây chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết khi ấy mọc đầy trong rừng ngay cả ma pháp nguyên thạch khi đó cũng không phải thứ hiếm hoi tinh linh và nhân loại dù có những mâu thuẫn về tín ngưỡng nhưng phần lớn vẫn sống trong hòa bình họ thậm chí còn thường xuyên tiến hành giao dịch với nhau gần rừng hạo hãn là thành aso nhờ vị trí địa lý thuận lợi nơi này dần trở thành trạm trung chuyển cho các tộc nó còn được mệnh danh là viên minh châu duy nhất trong lãnh thổ vương quốc nhỏ sự phồn vinh khi đó còn vượt qua cả thủ đô mọi thứ tưởng chừng thật tốt đẹp mọi chuyện thay đổi khi thành chủ thành a xô có một người con trai hắn dùng thủ đoạn đê tiện dụ dỗ một tinh linh vừa mới trưởng thành còn ngây thơ trong sáng nhưng chỉ để làm gì hắn cùng đám bạn đã đặt cược với nhau muốn chứng minh sức hấp dẫn của mình sau khi chiếm được lòng tin của vị tinh linh trẻ hắn công khai sỉ nhục và vứt bỏ nàng trong một yến hội lớn ngang nhiên tuyên bố tất cả chỉ là một trò đùa đó là một âm mưu được lên kế hoạch từ trước đầy tà nhẫn và không chút kiên nể tinh linh vốn chỉ nhận duy nhất một bạn đời suốt đời vị tinh linh trẻ ấy không chịu nổi đã kích mang trái tim tan nát trở về rừng rậm sâu thẳm rất nhanh sau đó nàng qua đời trong đau khổ tột cùng đối với các tinh linh mỗi thành viên đều là bảo vật với tuổi thọ dài lâu nhưng sinh sản khó khăn mỗi sinh mạng mất đi là một tổn thất không thể bù đắp Đêm đó, trong cơn phẫn nộ, vài tinh linh lén vào thành a và giết chết cả ba người con của thành chủ. Phân biệt ai là thủ phạm? Không cần. Họ thẳng tay trừng phạt tất cả, vì với họ, không kẻ nào trong số đó là người tốt. Trạng sáng hôm đó, tiếng thét hoảng sợ chói tai vang vọng khắp thành a Thành chủ, trong cơn phẫn nộ và đau đớn, gào thét thê lương, tiếng kêu ai quán như muốn xé tan bầu trời. Khi ấy, ông ta đã gần 60 tuổi, cái tuổi mà bóng chiều đã ngã, chẳng còn thời gian để bồi dưỡng một người thừa kế mới. Theo luật pháp vương quốc, nếu một quý tộc không có hậu duệ hoặc người thừa kế hợp pháp tử vong trước họ, thì toàn bộ lãnh địa sẽ bị vương quốc thu hồi và tái phân phối. Nhìn thấy công lao phấn đấu cả đời có nguy cơ rơi vào tay kẻ khác, thành chủ a như bị phẫn nộ thiêu đốt lý trí. Trong nỗi đau tan tóc tột cùng của người cha mất con, ông đưa ra một quyết định điên rồ, đủ sức thay đổi cục diện cả đại lục ông ra lệnh cho thuộc hạ tập tiếp đoàn thương đội của tinh linh tộc đang dừng chân trong thành. Tinh linh vương, người nắm giữ quyền lực tối cao của tinh linh tộc, nổi tiếng với sự quyết đoán và tính cách rất dứa chiến. Khi nhận tin thương đội của mình bị tấn công, nhiều thương nhân bị thương hoặc tử vong, tinh linh vương không chút do dự, giận dữ phát động một cuộc tấn công bất ngờ ngay trong đêm. Như đã nói, tinh linh là những chiến binh trời sinh, đồng thời cũng là những sát thủ thiên phú. Với thị lực siêu việt, sự nhanh nhẹn xuất sắc, khả năng hòa hợp với ma pháp tiêu phàm cùng kỹ năng bắn cung bách phát bách trúng tinh linh được nữ thần sinh mệnh ban cho những tài năng phi thường để đối đầu với bất kỳ ai dám khiêu chiến vào ban đêm một đội quân tinh linh lặng lẽ như bóng ma không tiến động xâm nhập vào thành aso các tinh linh bắt đầu ngâm sướng ma pháp tập thể một hệ nguyên tố vốn hiền hòa như suối nguồn bỗng chốc cuộn trào mãnh liệt những cơn gợn sóng từ ma pháp dấy lên cả không gian dao động ngay khi âm tiết đầu tiên vang lên giữa đêm đen, tiếng trung tan đã âm thầm gõ vang trong lòng thành a Mọi thứ diễn ra đột ngột, không một dấu hiệu báo trước. Những người dân trong cơn mơ ngủ bị đánh thức bởi cảm giác mặt đất rung chuyển dữ dội. Họ đẩy cửa sổ nhìn ra và kinh hoàng chứng kiến những dây đằng khổng lồ từ mặt đất rồi lên, bụi mù cuồn cuộn bủa vây khắp nơi. Những dây đằng này không giống thực vật thông thường. Chúng tựa như những xúc tu của ác ma từ địa ngục, dơ cao đầy uy hiếp, rồi chợt vung xuống, phát ra tiếng rít xé rách không khí. Mặt đất bị xé toạc, các công trình đổ sụp như những chiếc bánh quy giòn bị bóp nát. Thành Aso hoàn toàn sụp đổ. Rất nhiều người thậm chí còn chưa kịp rời khỏi giường thì khu trung tâm của thành phố đã bị hủy diệt hoàn toàn, tìm trong biển bụi mù, cùng với nó là thành chủ và đội hộ vệ vốn được xem là niềm tự hào của ông ta. Khi bóng tối rút đi, ánh mặt trời đầu tiên của buổi sớm đâm xuyên tầng mây, chiếu xuống mặt đất. Thành Aso từng là niềm kiêu hãnh rực rỡ, giờ đây chỉ còn là đống phế tích ngổn ngang. Từng giọt máu đỏ thẩm rỉ ra từ những khe nứt trên đất, chảy thành dòng, tụ lại thành những vũng máu lớn trên mảnh đất bị xé nát như vừa trải qua một trận đại hủy diệt. Tòa thành chủ phủ, từng tráng lệ và nguy nga, giờ hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho sự hoang tàn và mùi tử vong. Những dây đằng khổng lồ tựa như từ ngoài trời giáng xuống, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lặng lẽ rút lui, chỉ để lại trên mặt đất vô số hố sâu đen ngòm như vực thẳm, âm thầm kể lại sự hủy diệt vừa xảy ra. Hiên nộp. Ngoài thành, những người dân may mắn sống sót mặt tái nhật, ngã ngồi trên đất, không dám tin vào mắt mình. Đây chính là báo thù của tinh linh. Thành a -xô từng phồn hoa rực rỡ, chỉ sau một đêm, đã hóa thành tro tàn. Cả tiểu quốc đang mậu, vốn đã không lớn, gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Danh hiệu tinh linh bạo quân ra đời từ đây, mỗi chữ đều nồng đậm mùi máu tanh. Nếu thành a -xô chủ qua đời vì một tai nạn bất ngờ nào đó, thì có lẽ vua Đan Mậu đã sớm chuẩn bị người thừa kế để tiếp quản vùng đất đẻ trứng vàng này. Nhưng sự việc lại liên quan trực tiếp đến tinh linh. Tinh linh bạo quân không để lại bất cứ đường lui nào. Họ hành động nhanh gọn, tuyệt để, không hề có ý định thương lượng hay đàm phán. Mấy tiểu quốc xung quanh lập tức rơi vào cơn sợ hãi tột độ, có phải tinh linh thật sự muốn khai chiến không? Liệu những quốc gia này có bị liên lụy? Hành A-xô, giờ chỉ còn là đống tro tàn, liệu còn đáng để tranh giành những quốc gia nhân loại vốn dĩ vừa ghen ghét vừa kiên dè thiên phú chiến đấu của tinh linh nay lại phải đối mặt với cảnh một tòa thành nhân loại biến mất chỉ trong một đêm họ không khỏi cảm nhận sâu sắc cái giá phải trả nếu đối đầu trực diện với tinh linh sợ hãi tăng lên từng ngày dưới sự cổ động của đan mậu vương quốc các quốc gia lân cận không chỉ tuyên chiến với tinh linh mà còn lập nên mặt trận liên minh nhân loại chuẩn bị cho một trận chiến trường kỳ nhân loại luôn khát khao sở hữu sức mạnh nhưng nếu thứ sức mạnh đó không thuộc về mình thì con đường duy nhất còn lại là tiêu diệt nó mâu thuẫn nhanh chóng lan rộng từ một thảm án do một kẻ lãng tử nhân loại gây ra ngọn lửa hận thù lan từ cá nhân sang gia đình rồi bùng lên trên quy mô thành trì quốc gia chiến tranh toàn diện giữa hai chủng tộc chính thức bùng nổ ngọn lửa chiến tranh hừng hực thiêu đốt từng tất đất không nơi nào được yên bình nhìn qua các quốc gia nhân loại với lãnh thổ rộng lớn và lực lượng áp đảo đã hình thành thế bao vây dường như nắm chắc phần thắng. Nhưng nhiều chưa chắc đã tốt. Tham lam, ích kỷ, phản bội. Những nguyên tội chảy trong huyết mạch nhân loại bắt đầu bộc lộ. Mặt trận liên minh nhân loại, tưởng chừng kiên cố, ngay từ khi hình thành đã ẩn chứa vô số lỗ hổng. Thương thảo kế hoạch tác chiến, bàn tròn cắm đầy quốc kỳ của các nước chìm trong sự im lặng đến rợ người. Chúng ta thật sự có thể đánh bại tinh linh sao? Nếu có thể, lợi ích sẽ được chia như thế nào? Nếu không thể, liệu đây có phải cơ hội để thâu tóm nước láng giềng? Tất cả những suy nghĩ mờ ám này len lõi trong đầu các đại biểu. Ai nấy đều chờ đợi đối phương hành động trước để thăm dò ý đồ. Danh hiệu tinh linh bạo quân là một cái tên đáng sợ. Không một ai muốn đứng ra đối mặt trực tiếp với lực lượng chủ chiến của tinh linh. Và chính vì thế, kết nứt trong liên minh bắt đầu lộ rõ giữa lúc các đại biểu nhân loại lãng tránh trách nhiệm, tinh linh bạo quân một lần nữa thể hiện sự sắc bén độc địa trong quân sự của mình. Tận dụng khe hở từ sự thiếu đoàn kết của liên quân, các tiểu đội thích khách tinh linh bí mật hành động, nhắm thẳng vào những nhân vật tinh anh của nhân loại. Ma pháp sư, luyện kim sư, dược tề sư, chiến thuật gia, thợ thủ công bậc cao. Tất cả những con người là tinh hoa trí tuệ của thời đại, còn chưa kịp để lại dấu ấn đã lần lượt ngã xuống như mưa sao băng. Hành động này nhanh chóng đẩy liên quân vào tình trạng khủng hoảng. Các quốc gia nhân loại rơi vào hoang mang và chiến tuyến nhân loại lung lay như muốn đổ sụp. Không biết là sự trùng hợp hay âm mưu từ lâu, ngay trong thời khắc này, sa đọa ma thú bất ngờ xâm lấn. Hàng ngàn hàng vạn sa đọa ma thú như cơn hồng thủy tràn qua, tàn quét tất cả những gì chúng gặp trên đường. Chúng không phân biệt bình dân hay quý tộc, nhân loại hay tinh linh tất cả đều bị tàn sát. Những con sa đọa ma thú khổng lồ sở hữu phòng ngự kinh người gần như miễn nhiễm với các đòn tấn công thông thường nhiều con còn nắm giữ những ma pháp hắc ám khủng khiếp một con thủ lĩnh cấp bậc thôi đã có thể hủy diệt cả một thành phố chỉ trong vài ngày ngắn ngủi vô số thành trì nhân loại bị tàn phá chiến tuyến của nhân loại bị đẩy lùi và nhiều tiểu quốc nhỏ biến mất khỏi bản đồ vĩnh viễn chìm trong dòng chảy lịch sử khi thế trận rơi vào bế tắc sinh mệnh nữ thần giáng xuống thần dụ ra lệnh tinh linh và nhân loại ngừng chiến ngay lập tức, cùng nhau liên minh kháng địch. Ngay sau đó, nữ thần thi triển ma pháp chữa lành, cứu sống vô số sinh mạng. Đồng thời vực dậy sĩ khí đang trên bờ sụp đổ. Sa đọa ma thú vốn thuộc chủng tộc hắc ám cũng bị các thần thú và sinh mệnh nữ thần ghét bỏ. Vì vậy, cả hai vị thần cùng ban phước lành cho tín đồ của mình, giúp nhân loại và tinh linh tạm thời đình chiến, khâu vá nên một liên minh vượt qua ranh giới chủng tộc. Liên quân lập chiến tuyến phòng thủ tại rừng hạo hãn hợp sức với người lùng, nhân ngư và các chủng tộc khác. Cuối cùng, sau những cái giá thảm khốc, liên minh cũng đánh bại được sa đọa ma thú để lùi hiểm họa này khỏi đại lục. Nhưng thắng lợi này đến quá gian nan. Hơn nửa rừng hạo hãn bị sang thành bình địa. Hơn tám phần các thành trì nhân loại bị hủy diệt. Vô số nhân tài của các lãnh vực ngã xuống và những kết tinh trí tuệ của nhân loại bị xóa sổ chỉ trong một sớm nhân loại văn minh bị kéo ngược về thời kỳ sơ khai. Mà tinh linh tộc cũng chẳng thể tốt đẹp gì hơn. Khi nhân loại dần chiếm ưu thế, họ đẩy tinh linh lên tuyến đầu để gánh chịu phần lớn tổn thất. Số lượng vốn đã không nhiều của tinh linh càng giảm mạnh, đưa toàn bộ tộc vào nguy cơ tồn vong. Đối với một chủng tộc có khả năng sinh sản yếu kém, tổn thất như vậy là trí mạng. Chiến tranh kéo dài làm cả nhân loại lẫn tinh linh kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần khát vọng hòa bình dâng lên mãnh liệt. Và thế là, khoảng 50 năm trước, các chủng tộc đốt cuộc ký kết hiệp nghị ngừng chiến và tái phân chia lãnh địa. Mấy chục năm chiến tranh đã hoàn toàn phá hủy niềm tin của nhân loại vào chế độ vương quốc. Càng tệ hơn, rất nhiều người không quên kẻ đã khởi xướng thảm kịch này. Nếu không phải quý tộc tùy tiện vui chơi, làm sao có thể chiêu khích tinh linh tộc, rồi từ đó mở đường cho sa đọa ma thú tràn vào. Khi chiến tranh bắt đầu, Tử Diệp chỉ mới tròn 100 tuổi còn rất xa so với độ tuổi trưởng thành của tinh linh. Nàng là một trong những nhóm tinh linh trẻ đầu tiên được các trưởng lão yểm hộ, đưa về khu an toàn. Dù chưa trực tiếp trải qua chiến tranh, Tử Diệp không thể nào quên ký ức ám ảnh. Những ánh mắt nặng nề của đồng tộc, những tiếng thúc tiếp bất lực của cây cối trên đường đi qua, và cả bầu không khí dày đặc hơi thở tử vong, tựa như không bao giờ tan biến. Đó không chỉ là ký ức của Tử Diệp, toàn bộ tinh linh tộc không ai có thể quên nghe xong câu chuyện từ tử diệp vân mạc ngồi trầm mặc lượng thông tin quá lớn khiến đầu nàng như muốn nổ tung điều làm nàng suy nghĩ nhiều nhất là sự khác biệt rõ ràng giữa phiên bản lịch sử của tử diệp và những gì gì may a đã kể tinh linh miêu tả lịch sử từ góc nhìn đầy quốc hận và bi thương phóng đại sự tàn nhẫn và ti tiện của nhân loại trong khi cố gắng tô vẽ bản thân là kẻ bị hại ngược lại nhân loại cũng không kém cạnh mô tả tinh linh là những kẻ hiếu chiến và ác độc trong khi để mình vào vị trí bị động đầy bất đắc dĩ cả hai bên đều không hẹn mà cùng che giấu những chi tiết bất lợi cho mình lịch sử dường như chẳng thuộc về sự thật nó chỉ thuộc về những người kể chuyện tinh linh tộc hoàn toàn không giấu giếm sự bưu hãn và huyết tinh của mình thậm chí còn có phần coi đó là niềm tự hào như một vinh dự lớn lao chính vì vậy câu chuyện trăm năm lịch sử này trong lời kể của họ trở nên rất mạch lạc với nguyên nhân và hậu quả vô cùng nhất quán là nam nhân lại là nam nhân liệu không thể tự quản tốt bản thân một chút sao nếu ngươi thật sự muốn cùng tinh linh phát triển một đoạn tình yêu vượt chủng tộc độc nhất vô nhị đó cũng được nhưng đằng này lại đi làm tra nam thật đáng chết chết thì chết đi nhưng còn kéo theo biết bao nhiêu kẻ vô tội khác cùng chịu cảnh lụi tàn mà vị tinh linh bạo quân kia cũng thực sự là một người tài năng với sự tà nhẫn chuẩn xác đến đáng sợ chọn đúng phương pháp rút củi dưới đáy nồi. Đúng là hảo thủ đoạn. Không chỉ trả thù mà còn hoàn toàn cắt đứt cơ hội hồi sinh của đối phương. Không khó hiểu tại sao hiện giờ nhân loại ma pháp sư lại trở nên hiếm ho như gấu trúc, mà ai cũng phải rụt đầu giấu mình, không dám ló ra ngoài. Vị tinh linh bạo quân kia quả thực là một thiên tài chính trị và một quân sự gia siêu phàm. Nói bà ta tàn bạo cũng đúng nhưng bà ta không giết bình dân nói bà ta sáng suốt và cao cả lại cũng không hẳn vì đặc biệt rất thích đánh lén chuyện này giống như giữa hai quốc gia giao chiến mà một bên không chỉ không nói đến đạo lý chiến tranh còn lặng lẽ xử lý sạch sẽ toàn bộ hiền thần lương tướng của đối phương để lại những binh sĩ tuyến đầu ngây ngô không đầu óc đánh thì vẫn đánh được đấy nhưng mỗi trận toàn là áp đảo tuyệt đối đối thủ không thể phát ra bất cứ tiếng nói nào đừng nói đến đánh trận dù cho lãnh thổ có bị chấp tay nhường lại cho ngươi liệu ngươi có đủ khả năng quản lý và thống trị không thực tế tàn khốc đầy máu me này lại một lần nữa chứng minh rằng chiến lược của bạo quân không chỉ có tính tiên tri mà còn vô cùng dài hạn dẫu ngừng chiến đã gần nửa thế kỷ và dù có sự can thiệp của thần minh nhân loại vẫn chưa thể tái hiện lại vinh quang ngày xưa đến tận bây giờ họ vẫn còn phân tán rời rạc và lộn xộn trong xã hội hiện đại Khoa học kỹ thuật và văn minh đã có sự ghi chép rõ ràng và đầy đủ. Dù chiến tranh có phá hủy tất cả, vẫn còn những cơ sở vững chắc để xây dựng lại trong vòng 10 hay 20 năm. Nhưng văn minh cổ thì khác. Phần lớn trí tuệ và tri thức vẫn nằm trên giấy, trong các cuộn da dê hay thậm chí chỉ là truyền miệng. Một khi bị hủy diệt, rất khó để phục hồi. Nên nói rằng nhân loại may mắn hay bất hạnh đây? Kế hoạch tiêu diệt anh tài của tinh linh tộc thực sự đã gây tổn thất nghiêm trọng cho nhân loại. Nhưng nếu không có cuộc xâm lấn của sa đọa ma thú ngay sau đó, tình hình có lẽ đã không đến mức thảm khốc như vậy. Ngược lại, nếu không phải vì sự suy yếu đáng kể do mất đi nhân tài, nhân loại cũng không đến mức hoàn toàn bất lực trước đợt tấn công của ma thú. Mọi thứ như một chuỗi vòng lập trắng chặt lấy nhau, mỗi mắt xích kéo theo sự sụp đổ của cả hệ thống. Vị kia tinh linh vương. Vân Mạc kẻ hỏi, vẻ tò mò lộ rõ còn tồn tại chăng hẳn là còn chứ dẫu sao các tinh linh có thể dễ dàng sống hơn một ngàn tuổi chỉ cần không xảy ra chuyện gì bất ngờ một trăm năm đối với họ chỉ như cái chớp mắt quả nhiên cả ba tinh linh đồng thời gật đầu ánh mắt tràn đầy sùng kính không chút che giấu vị tinh linh vương ấy đã thành công bảo vệ tôn nghiêm của tinh linh tộc dẫn dắt đồng tộc đạt được thắng lợi trong cuộc chiến lại còn bảo tồn nguyên vẹn trí tuệ kết tinh của dân tộc một nhân vật như vậy đương nhiên vẫn khỏe mạnh và trường tồn vân mạc cực cực đầu buông lời cảm thán khá tốt quả nhiên là nhân vật lịch sử huyền thoại có một câu chuyện lịch sử như vậy thái độ của các tinh linh đối với nàng đã coi như hòa ái dễ gần nghĩ lại đó cũng là nhờ nàng sở hữu sự hòa hợp đặc biệt với nguyên tố một hệ nếu không có thiên phú này nàng e rằng chỉ có thể tự sinh tự diệt các tinh linh chẳng những không bỏ đá xuống giếng, mà còn đối xử khá tử tế. Thế cũng đáng để cảm ơn rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đợt xâm lấn của đại quân sa đọa ma thú khi ấy quả thực rất có tính toán, tựa như câu sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Thời điểm chúng chọn xuất hiện quả thực chuẩn xác đến đáng sợ. Nếu không có sinh mệnh nữ thần kịp thời can thiệp, nhân loại có lẽ đã nhận kết cục giống loài khủng long, hoàn toàn bị xóa sổ khỏi tiếng hóa sử. T. Vân Mạc chợt nghĩ tới một chi tiết, không khỏi thắc mắc, sao đọa ma thú thường xuyên xâm lấn như vậy sao? Tử Diệp lắc đầu, giọng điệu điềm tĩnh nhưng lại mang theo chút bất an. Không hẳn là thường xuyên, nhưng cũng không thể đoán trước được. Sa đọa ma thú ở cấp trung và cao thường có trí tuệ nhất định, chúng thậm chí còn phải thám báo ra ngoài để thu thập thông tin. Các cuộc tấn công của chúng không có quy luật cụ thể, mà phụ thuộc vào tình hình thực tế. Vân Mạc cực gù, tuy không hiểu tường tận nhưng vẫn ghi nhớ sinh mệnh nữ thần quả thực rất ghê gớm. Đọc nhiều câu chuyện lịch sử đẫm máu, Vân Mạc luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Rốt cuộc, cuộc tranh giành giữa quân quyền và thần quyền là một đề tài muôn thuở. Biết bao thảm kịch đã khởi nguồn từ mâu thuẫn này trong lịch sử. Tuy nghĩ vậy, nhưng nàng không nói ra ngay, bởi câu chuyện ca ngợi sinh mệnh nữ thần đã được ba tinh linh đồng thanh cất lên. Giọng hát của họ mang theo vận luật cổ xưa, tựa như một bài ca giao thiên liêng. Theo truyền thuyết, tổ tiên của tinh linh được sinh ra trong cảnh mộng của sinh mệnh nữ thần. Vì vậy, tất cả tinh linh từ khi sinh ra đã là tín đồ trung thành của nữ thần này. Ngoài ra, nữ thần tự nhiên người trưởng quản rừng rậm và dòng suối cũng được đa số tinh linh kính yêu, bởi bà là một vị hạ thần phụ thuộc vào sinh mệnh nữ thần. Tuy nhiên, không phải toàn bộ tinh linh đều thờ phụng bà. Ở phương Bắc xa xôi, nơi tuyết sơn kéo dài vô tận, có một chủng loại tinh linh khác với làn da tuyết trắng và mái tóc bạc họ được gọi là tuyết sơn tinh linh tuyết sơn tinh linh tinh thông thủy hệ hoặc phong hệ ma pháp đôi khi còn nắm giữ biến chủng băng ma pháp hiếm thấy tín ngưỡng của họ vẫn hướng về sinh mệnh nữ thần nhưng đồng thời họ cũng thờ phụng sơn thần còn tự nhiên nữ thần chỉ được coi là phụ thuộc không quan trọng bằng vân mạc không vội lên tiếng chỉ bước tới bên cửa sổ lặng lẽ nhìn ra ngoài đám đông ánh mắt nàng kéo dài theo dòng người qua lại mang theo sự trầm mặc nặng nề vô số bậc thầy giỏi tay nghề đã mất đi trong chiến hỏa Vô số tài nghệ tiên tiến bị thất truyền. Những khu mỏ từng dễ dàng khai thác, những vùng đất màu mỡ tất cả đều bị hủy hoại trong chiến tranh. Nhân loại chỉ còn cách chậm rãi mò mẫm, từng bước tìm lại những gì đã mất. Nhưng, như người xưa từng nói, lịch sử luôn là con đường khúc khuất dẫn đến tương lai. Nhân loại, với bản năng ngoan cường, chỉ cần còn giữ được một tia hy vọng, sẽ luôn có ngày bùng lên ngọn lửa sáng rực, tái tạo nên những kỳ tích. Trong khi đó, Tử Diệp rõ ràng đã coi Vân Mạc như một nửa đồng bào, bởi nàng là một hệ ma pháp sư. Nàng kiên định tin rằng việc Vân Mạc vẫn thân thiết với nhân loại sau khi bị họ chối bỏ là do bị ma quỷ ám ảnh. Thế nên, nàng lập tức bắt đầu màn tẩy não không chút nương tay. Thậm chí, đến cả thịt do Thạch Phủ mang tới, Tử Diệp cũng xem thường ra mặt. Một chút, đủ ai ăn. Hừ, nhân loại tham lam ti tiện, cùng vọng lại ích kỷ, ngạo mạn lại tự đại họ luôn tự cho mình là chúa tể của thế giới. Quả thật nực cười. Vân Mạc nhíu mày. Lời này nghe cũng có vài phần đúng, nhưng chẳng phải tử diệp có hơi kích động quá mức sao? Nàng chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn, như thể những lời này mang theo chút oán giận cá nhân. Mang lòng nghi hoặc, nàng quay đầu nhìn về phía một nữ tinh linh khác. Đối phương thoáng cười, gật đầu như thể hiểu ý. À há, đây mới là ý tứ hóa ra là có ẩn tình gì đó thật. Từ sâu trong tâm trí, ngọn lửa bát quái của Vân Mạc lập tức bùng cháy. Tử Diệp và hai đồng bạn nhanh chóng rời đi, vì nhiệm vụ của họ không cho phép nán lại quá lâu. Nhưng rồi, đến trạng vạn, họ lại xuất hiện. Và lần này, họ mang theo nửa đầu bò. Vân Mạc theo bản năng cuối tìm nội tạng bò, nhưng chỉ nhận được một ánh mắt xem thường từ Tử Diệp. Sau đó, hai tinh linh đồng hành liền ném về phía nàng một chiếc bao lá cây lớn. Thật lớn. Bao lá cây đập xuống đất với âm thanh phanh nặng trịch, như một vật mang sức nặng kinh người. Trên mặt đất, chiếc bao hơi lắc lư, thậm chí tạo ra gợn sóng nhỏ. Chất lỏng từ bên trong dần chảy ra qua những khe hở. Vân mặt cảm giác có điều gì kỳ diệu, nhanh chóng ngồi sổn xuống kiểm tra. Khi vừa mở ra, nàng lập tức kêu lên. Qua! Wow. Là nội tạng bò ba tinh linh nhìn phản ứng của nàng, đồng loạt phun ra nước. Các tinh linh thật sự đã tận lực, nhưng dường như sức chịu đựng của họ cũng có giới hạn. Đối với một chủng tộc sở hữu khú giác mẫn cảm như tinh linh, loại bao bọc dạ dày này không khác gì một thứ vũ khí sinh hóa đầy uy lực. Rõ ràng trước khi mang tới đã được làm sạch, rút rửa qua dòng nước chảy, nhưng mùi vị của nó vẫn quá khủng khiếp. Trên đường đi, ba tinh linh chưa bao giờ cảm thấy mình chật vật đến thế. Vừa mang theo, vừa cố kiềm chế nôn khang. Họ không ngừng nghĩ đến việc vứt bỏ nó đi, nhưng hình ảnh vân mặt giận dữ, tay cầm chén cơm đuổi theo điên cuồng thét chói tai đã ám ảnh họ đến mức không dám làm bậy. Nhân loại này thật sự quá đáng sợ. Tử dịch tự hỏi, tại sao lại có kẻ muốn ăn những thứ này? Lời của tinh linh vương vang lên trong đầu nàng, không thể coi thường nhân loại. Ngày xưa, tử dịch từng nghĩ lời này hơi khoa trương, nhưng giờ đây, nàng cảm thấy vương thật sự quá anh minh đối mặt với loại tường thịt bền bỉ đến mức kinh sợ này ai có thể so bì với nhân loại các tinh linh âm thầm lập lời thề dù hôm nay có đói chết chết ngay tại đây cũng kiên quyết không chạm vào những thứ dơ bẩn này trong khi đó vân mặt vui vẻ vô cùng thậm chí cảm động trước sự nhẫn nại của họ súc vật xuống nước chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ biết xử lý nó không phải là chuyện đơn giản mùi tanh và hương vị dai dẳng của nó quả thực là thử thách lớn nhất đối với ai đụng vào tinh linh, vốn là chủng tộc ái sạch sẽ, thế mà lại chịu đựng đến tận đây, thật không dễ dàng gì. Đặc biệt là tử diệp, mặc dù thường hay tranh cãi trẻ con, nhưng cuối cùng vẫn có sự đúng mực. Lần này, biết rằng các tinh linh đã vô tình khiến bữa ăn của Vân Mạc bị hụt, tử diệp cố ý mang đến bổ sung một nửa đầu bò để bù đắp. Cảm động quá đi mà. Được rồi, thế này là đủ là một bữa hoành tráng. Nội tạng bò sau khi được làm sạch kỹ lưỡng, Vân Mạc lấy thêm muối, cộng với một số loại thực vật có tính axit và kỳ mà nàng thu gom được trong những ngày qua để ngâm làm mềm, khử mùi tanh và loại bỏ dầu mỡ dư thừa. Quá trình này khá phức tạp, yêu cầu thời gian và công sức lớn, vì vậy nàng không thể làm một mình. Vân Mạc quyết định điều động các tinh linh, giao cho họ nhiệm vụ cắt thịt bò thành từng miếng vừa đủ để nấu. Tử Diệp vừa phát ra kháng nghị thì đã bị Vân Mạc chơi xấu. Nàng dùng bạc hà chất lỏng bôi dưới mũi từng người, ép tất cả chạy ra phía thượng phong để bắt tay vào việc cắt thịt bò ở đây so với loài trên địa cầu không chỉ to lớn hơn mà còn có thêm một cái dạ dày tổng cộng năm dạ dày chỉ cần một chiếc lưỡi bò cũng đã nặng sáu bảy cân còn một nửa đầu bò thì quá thừa để đủ no mấy chục người vân mặt đứng trước cả núi nguyên liệu vừa bận rộn vừa đau đầu hải đúng là một gánh nặng ngọt ngào vân mặt cân nhắc một chút quyết định làm món lẩu trước ăn hết những phần dễ chế biến và nhẹ nhàng trước phần dày dài hơn sẽ giữ lại để làm món kho nếu các tinh linh có thể tiếp nhận hương vị này nàng liền thử nhân dịp đó mà đề nghị mậu dịch biết đâu có thể đổi được vài cuốn như ma pháp sư nhập môn ba năm ma pháp năm năm thực chiến hay vài loại giáo trình và bút ký ma pháp khác nếu các tinh linh không tiếp thu nổi vậy thì chỉ còn cách quay lại gõ cửa đằng bộ lạc và hổ bộ lạc có sự hỗ trợ của một đội quân tinh linh đầy sức lực phân mạc cũng nhân cơ hội muốn làm thêm vài món ngon để thỏa mãn bản thân làm gì đây nhỉ? Có sẵn hành tây, lại có rất nhiều mỡ bò, vậy thì làm bánh hành tây thịt bò đi. Vỏ bánh chiên vàng ruộng, giòn tan, bên trong nhân đầy thịt bò xay nhuyễn quyện với hành tây, nước sốt sánh miệng, cắn một miếng nóng hổi, hương vị đậm đà tràn đầy trong miệng. Qua nga nga, ngon đến mức không thể nào cưỡng lại được. Phần nội tạng bò cần phải ngâm trong nước kìm vài giờ mới có thể hạ nồi, vì vậy món này tạm thời không kịp làm ngay. Đương nhiên, các tinh linh chẳng hề tiếc nuối món đó, thậm chí còn cảm thấy rất may mắn vì không phải ăn. Món lẩu bò, chỉ cần thịt bò thái mỏng nhúng qua nước sôi, không cần quá nhiều gia vị, thịt chín tới đổi màu là có thể ăn được ngay. Vân Mạc dùng rau dại hái từ vùng xung quanh làm tương hệ hoa để chấm thịt, tạo ra hương vị rất độc đáo. Các tinh linh cũng tò mò nếm thử, nhưng ngay lập tức cả ba gương mặt xinh đẹp đều nhăn lại như ma hạch đào. Hương vị tương hệ hoa quá nồng. Ngoài món lẩu, phân mạc còn làm thịt nướng những miếng thịt thăng bò tươi ngon được đặt lên đá phiến bóng loáng thịt chín vàng ống tỏa ra hương thơm ngào ngạt lớp mỡ bò từ thịt chảy xuống rơi vào lửa tạo nên những ngọn lửa bùng cháy rực rỡ càng làm tăng thêm phần hấp dẫn sau đó nàng lại nướng thêm lưỡi bò tách ngăn bò và thịt vai bò mỗi loại đều mang phong vị riêng biệt có loại giòn loại mềm loại tươi ngon mọng nước các tinh linh ăn đến mức mặt mày hớn hở khi biết rằng mình vừa ăn lưỡi bò các tinh linh hết sức kinh ngạc trước đây họ cũng từng ăn thử lưỡi bò nhưng da dày và thô ráp khiến món này trở thành một trải nghiệm khó chịu không ngờ dưới tay vân mạc lưỡi bò lại được chế biến thành món ngon tuyệt đỉnh mềm mịn và thơm nứt sau khi ăn no nê vân mạc còn bao thêm nhiều bánh bao nhân rau dại thịt bò để dành một phần giữ lại làm bữa sáng ngày mai phần còn lại nàng đưa cho các tinh linh làm cơm hộp cả hai bên đều rất hài lòng với cách phân công hợp tác này, phần săn thú nguy hiểm nhất do các tinh linh đảm nhiệm. Phần chế biến thô sơ, khô khan nhất thuộc về Holy. Phần đòi hỏi kỹ thuật và sáng tạo cao nhất thì giao cho Vân Mạc. Kết quả là tất cả đều được thưởng thức những món ăn thần kỳ mà chẳng ai có thể tự làm một mình. Tam tinh tập đoàn đặc biệt yêu thích bánh hành tây thịt bò. Răng cắn vào lớp vỏ giòn tan ánh vàng rực rỡ, bên trong nhân mềm miệng đầy thịt nướng cùng nước sốt đậm đà, hương vị hòa quyện đến mức muốn ngừng mà không được. Nhưng đến ngày hôm sau, tam tinh tập đoàn biến mất không tung tích. Vân Mạc nghi ngờ rằng họ cố tình lánh mặt để tránh phải đối diện với nội tạng bò. Trước khi rời đi, các tinh linh hỏi Vân Mạc dự định xử lý ma pháp nguyên thạch như thế nào. Ma pháp nguyên thạch thường được dùng làm vật phụ trợ, căn cứ vào các ma pháp trận khắc lên bề mặt mà tăng cường hiệu quả. Những công dụng phổ biến bao gồm tăng tốc độ khôi phục tinh thần lực, giảm tiêu hao ma lực, gia tăng uy lực của pháp thuật hoặc cải thiện tần suất thi triển ma pháp. Ngoài ra, nguyên thạch còn có thể dùng để khắc các ma pháp trận phòng ngự, không phân biệt thuộc tính. Tuy nhiên, việc khắc ma pháp trận đòi hỏi đồng thời phải tinh thông loại ma pháp tương ứng và có kỹ năng khắc văn điêu luyện. Ở nhân giới hiện nay, những người đáp ứng được cả hai yêu cầu này gần như đếm trên đầu ngón tay. Nhưng ở tinh linh tộc, lại có không ít người. Trước khi vẽ ma pháp trận, ma pháp nguyên thạch phải được mài dũa cẩn thận để loại bỏ tạp chất bảo đảm ma lực vận hành trôi chảy. Với khối nguyên thạch của vân mạc, sau khi xử lý, có thể mài thành một hình cầu bất quy tắc đường kính khoảng 8 phân. Dựa vào kích thước này, nó chỉ có thể khắc tối đa hai ma pháp trận trung cấp. Nhưng việc lựa chọn loại ma pháp trận cũng không phải tùy tiện. Đa số các ma pháp sư thường gắn ma pháp nguyên thạch lên pháp trượng, sau đó các ma pháp trận không chỉ trên nguyên thạch mà còn dọc thân trượng. Việc trồng ghép các trận pháp này có thể tạo ra hiệu quả cộng hưởng, nâng cao sức mạnh vượt bậc. Đương nhiên, nguyên liệu để chế tạo pháp trượng cũng rất quan trọng. Tốt nhất là chọn nhánh cây khô của một loài thực vật có trí tuệ cao, tự nguyện hiến tặng. Khi kết hợp với ma pháp nguyên thạch, tạo nên một đường dẫn hoàn chỉnh, pháp trượng có thể phát huy tối đa sức mạnh, tạo ra hiệu ứng một cộng một lớn hơn 2. Như cây pháp trượng trong tay lục đằng, vì hạn chế bởi kích thước của ma pháp nguyên thạch, chỉ khắc được một ma pháp phòng ngự sơ cấp, nhưng trên thân trượng cũng có thêm khắc văn tăng phúc, nâng cao hiệu quả. Vào thời kỳ hoàng kim của ma pháp sư, họ không chỉ là những người đầy quyền năng mà còn rất giàu có. Các ma pháp sư thường hợp tác với minh văn sư và luyện kim sư, tạo ra đủ loại trang sức tăng cường sức mạnh, từ nhẫn, vòng cổ, vòng tay, đến thắt lưng, giống như một cửa hàng trang sức di động. Nghe đồn, có những ma pháp sư còn thắt truyền tống trận ngay trên nội y của mình, sẵn sàng thoát thân khi không thể chiến thắng. Tuy câu chuyện này vẫn cần được xác minh, nhưng không thể phủ nhận rằng mỗi ma pháp tư trưởng thành đều có thể được coi là một pháo đài di động. Đối diện với lượng thông tin đồ sộ, ma pháp tiểu bạch như Vân Mạc chỉ biết kim tốn sinh chỉ giáo. Hết phần 3, mời các bạn đón nghe phần 4.